Xin kính chào các quý vị khách hàng đầu tư. Xin chào các bạn ở trong panel. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020, và chúng ta cũng đang chuẩn bị kết thúc năm 2020, một năm rất là nhiều biến động. Thế thì cái buổi đi inside của tháng 12 này thì chúng tôi có mời từ bên ngoài vào là anh Dũng Trần. Thì Dũng là trước là phụ trách mảng tự doanh của VNDirect, và sau đó thì Dũng đương phụ trách về cái chiến lược thị trường của VNDirect. Có mời anh Tuấn Anh. Tuấn Anh hiện nay đương phụ trách vốn quản lý tài sản và tư vấn đầu tư. Có chị Hiền, thì chị Hiền là giám đốc khối phân tích của VNDirect. Và có anh Quang là giám đốc khối dịch vụ đầu tư. Thế và tôi thì người được giao nhiệm vụ rất là vinh dự ngày hôm nay được làm moderator, và rất là mong là nhận được sự hỗ trợ của tất cả các quý vị nhà đầu tư để chúng ta có một buổi chia sẻ thực sự là để có cái nhìn 360 độ của thị trường trong một bối cảnh như thế này. Thì để bắt đầu chương trình thì có lẽ là xin mời Quang có thể nói qua một chút về cái tổng kết của thị trường 2020 và những cái điểm nhấn mạnh của thị trường trong 2020. Vâng, xin chào quý đầu tư. Em thay mặt cho ban tổ chức sẽ chia sẻ với chúng ta một vài nét cơ bản về thị trường năm 2020, đã tổng kết nhìn lại xem được bài học của mình như nào. Một năm rất là biến động, và chúng ta biết là ngay cả những nhà đầu tư lão luyện nhất trên thị trường nó cũng bị sai rất là nhiều từ hồi đầu năm, như là Ray Dalio hay là cả những cái Warren Buffett cũng như vậy. Rất là đáng để chúng ta review lại và chúng ta xem được bài học một chút này là gì, và tại vì tiếp theo năm 2021 và dài hạn thì những cái điều gì quan trọng chúng ta cần theo dõi tiếp. Sau cái phần chia sẻ của mình xong thì chị Hương sẽ điều phối cái panel này, chúng ta cùng giao lưu phía sau. Cái này sẽ có 3 phần, thứ bảy ngắn gọn chính là một năm đầy biến động, thứ hai là bức tranh lớn triển vọng vĩ mô về thị trường như nào, và trên nền tảng đó thì định hướng đầu tư như nào. Chúng ta có thể nhìn qua cái trang ở trên này, diễn biến của một năm 2020 và đầy biến động sẽ bắt đầu. Mình nhớ lúc đó là cuối năm 2019, lúc đó VN Index chúng ta khoảng tầm 960 điểm xung quanh lúc đó, thì mọi người đều rất là lạc quan nhìn trang 2020 cũng trang đầy tươi sáng ở thời điểm bây giờ. Thế thì ngay trong lúc nghỉ Tết âm lịch của chúng ta thì đã xảy ra cái vụ Covid đây rồi, và ngay lập tức khi mở cửa thị trường trở lại sau Tết âm lịch thì thị trường rơi rất là nhanh từ cái vụ 960 xuống đến cái điểm thấp nhất trên cái đồ thị chúng ta nhìn ở đây, là lúc đó vào khoảng tầm cuối tháng 3 650 điểm là điểm thấp nhất từ cái vùng đỉnh khoảng độ 960 là trước Tết. Thì một số diễn biến ta nhìn xung quanh này thì cái động thái của ngân hàng Trung ương Mỹ là Fed đã ngay lập tức hành động rất là nhanh bằng cách là giảm lãi suất liên tục mấy lần qua các đồ thị ta nhìn thấy đây, và ngay lập tức bơm cái gói QE, có thể nói là với cái mức độ nhiều nhất trong lịch sử chưa từng có. Ngay hồi cái thời đại khủng hoảng 2008 thì cái mức bơm ra thị trường cũng không là gì so với cái lúc này. Và từ bắt đầu Covid đến giờ là Fed đã bơm ra thị trường khoảng 7.000 tỷ đô, và trong một mức tối đa đang để cái mức là dự kiến khoảng tầm 10.000 tỷ, như vậy là vẫn còn cái giới hạn khá là lớn trong cái động thái của Fed, và dự kiến là cũng vài năm tới chứ chưa phải là kết thúc ngay từ năm nay. Việt Nam chúng ta thì ngân hàng Việt Nam của mình cũng tiếp theo là động thái của Fed và ngân hàng Trung ương thì mình cũng tiến hành giảm lãi suất điều hành để mà hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái bối cảnh như này. Và cũng từ cái điểm đấy mà chúng ta nhìn thấy là Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội toàn quốc, chúng ta biết là hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4 chúng ta bắt đầu cái việc này, và lúc đó là nền kinh tế của mình cũng tạo đáy thấp nhất là quý 2. Anh chị nhìn cái bối cảnh tiếp đó chúng ta sẽ nhìn cái chu kỳ của Việt Nam như thế nào, chúng ta sẽ tóm tắt qua cái động thái như này. Và thị trường em có thể hỏi cái tăng trưởng của GDP của mình này, thì GDP của mình tăng trưởng thấp nhất là rơi vào khoảng độ tháng 4
thì thị trường đã tạo đáy trước đó khoảng một tháng, vào tháng 3 thị trường cũng đã đáy rồi và bắt đầu tăng liên tục đến cái đoạn khoảng độ mức 900, thì sau đó là sẽ tiếp một cái đợt điều chỉnh xuống tiếp và đó là cái làn sóng mà Covid thứ hai, tất nhiên là nó xảy ra cái vụ ở Đà Nẵng. Đấy, thì bắt đầu thị trường lại tạo đáy một lần rồi và sau đó thì thị trường lại tiếp tục đi lên và gần đây nhất là vụ bầu cử tổng thống diễn ra vừa qua đó là những cái này thì là một năm như vậy. Trong cái bối cảnh của năm 2020 cũng là năm mà chúng ta để ý đến một cái chu kỳ đó là tình trạng quy mô lớn chưa từng có trên toàn cầu và về cơ bản là các ngân hàng luôn là người ta chậm nhất thị trường thế giới trong cái giai đoạn này. Việt Nam chúng ta trong năm 2020 thì như nào? Việt Nam mình là trên một cái đà hồi phục rất là tốt và có thể nói là nếu mà chúng ta chấm điểm Việt Nam đúng không? So với các quốc gia trên thế giới xét ở trên khía cạnh của quản lý cái vụ Covid xảy ra như nào rồi thực tế ra sao thì có thể nói là Việt Nam là một sao, có thể nói là sáng nhất trên bầu trời của thế giới trong năm 2020, có điều rất đáng tự hào. Và chúng ta không như các quốc gia khác như Mỹ và các khu vực mình đều có suy thoái ít nhiều. Suy thoái này là định nghĩa là tăng trưởng GDP âm hay quý liên tiếp, thì Việt Nam mình không có bị rơi vào quý nào để làm cái hôm cái quý thống nhất là quý hai thì chỉ có 0.7% tăng trưởng đúng không? Rồi và cái tâm điểm là có hai cái điểm nhấn rất quan trọng trong 2020 nó hỗ trợ cho cái nền kinh tế Việt Nam là cái xuất khẩu trở thành một cái tâm điểm rất là quan trọng và chúng ta đã đạt được cái thành dư thương mại tính đến hết tháng 11 và 11 tháng 2020 chúng ta có mức thành dư còn là 20.1 tỷ đô, nó gần gấp đôi so với cái mức cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra cái điểm nhấn quan trọng thứ hai đó là cái đầu tư công, một cái vấn đề mà chúng ta bị vướng suốt bao nhiêu năm không tháo gỡ được, thì năm 2020 là cái năm mà chúng ta đột phá ở cái đầu tư công. Cụ thể là 11 tháng 2020 là tổng khoản đầu tư giải ngân sẽ đạt được tăng đến 34% so với cùng kỳ năm trước và VN rất kỳ vọng là cái hoạt động đầu tư công này tiếp tục duy trì cao trong quý 4 năm nay và năm sau và năm tiếp theo. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì VN chắc chúng ta đã có một cái cú ngược dòng ngoạn mục với một cái sự trợ giúp rất là tích cực của nhà đầu tư mới mà hay gọi là nhà đầu tư F0. Thì tính đến ngày 18/12 tức là phiên thứ 6 của tuần vừa rồi, VN chắc chúng ta đã tăng khoảng 10.3% so với cái mức của kỳ đầu năm, chúng ta tưởng tượng là 960 đã giảm xuống 650 và sau đó ta lộ ngược dòng và kết thúc phiên thứ 6 hôm trước là 1067 và ta tăng so với từ đầu năm khoảng 10.3%. Và cái thị trường Việt Nam cũng đối phong khá là tốt so với các thị trường trong khu vực. Như vậy cái bài học đầu tư trong năm 2020 là gì thì tí nữa chắc là chị Hương sẽ điều phối bài đồ để chúng ta cùng chia sẻ với nhau và các anh chị em bên đấy cũng rất là mong được lắng nghe cái sự chia sẻ từ chính các anh chị các quý nhân tư. Ở đây bản thân cá nhân em rút ra là có ba cái bài học lớn mà chúng ta cần lưu ý ở lúc này, đó là chúng ta luôn lắng nghe tiếng nói của thị trường, điều này là rất quan trọng bởi vì nếu mà chúng ta nhìn bài học của những nhà đầu tư lớn như là Ray Dalio hay Warren Buffett, ông Ray Dalio tính đến tận tháng 8 năm nay ông quý bỏ và còn lỗ rất là nhiều và ông cũng bảo là cũng không hiểu được là thị trường như nào nữa. Rồi gần đây nhất cách đây 2 tuần thì ông lại nói chung ông thay đổi quan điểm sau đó rồi và gần đây thì ông bảo là với cái hoạt động của ngài của người như này thì nếu mà BE của thị trường Mỹ lên đến 50 thì ông thấy cũng không có gì nè. Hiện tại BE của thị trường Mỹ hiện nay nó rơi vào khoảng xung quanh mức khoảng 30. Rồi thứ hai là dòng tiền là yếu tố vô cùng quan trọng và đây là một yếu tố mà chúng ta cần lưu ý và đặc biệt là ở trên toàn cầu đã thấy rất rõ rồi, Fed mua tất cả các loại tài sản để mà hỗ trợ thị trường, cho nên là tất cả các cái cung về thanh khoản trên thị trường còn bao nhiêu thì Fed đáp ứng được bao nhiêu đó. Và ngay khi thị trường đã cân bằng rồi, ta thấy là S&P đã vượt đỉnh mọi thời đại rồi, nhưng mà Fed vẫn tiếp tục duy trì cái mức độ hỗ trợ thanh khoản của thị trường. Việt Nam mình cũng tương tự như vậy, nhưng mà thực ra Việt Nam thì hơi khác một chút. Ngân hàng trung ương mình không có cái động thái hành động kiểu đưa ra cái gói QE như là của Mỹ. Chúng ta chỉ giảm lãi suất rồi mà tính chất là hỗ trợ tinh thần. Cái động thái chính thức nhất là chúng ta giảm lãi suất chứ chúng ta không có bơm các cái gói này. Tí nữa mình cũng khá được thử xem là liệu cái xu hướng lãi suất tiếp theo sẽ như thế nào và ngân hàng trung ương mình có những cái động thái gì hỗ trợ tiếp theo không.
Tuy nhiên trong năm nay có một cái yếu tố hoàn toàn mới so với các năm trước, đó là sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư mới trên thị trường. Thì nhiều người cho rằng là khi mà các nhà đầu tư mới vào thị trường thì chúng ta có một sự lo lắng rất lớn, vì sợ là họ chăn lúa chăn ráo không biết đẩy giá cổ phiếu lên cao mà các loại này đến hỗn loạn sự đổ thị trường. Mà cá nhân em quan sát em thấy không phải như vậy. Thực sự nhóm nhà đầu tư đã không ở năm nay có sự hiểu biết và chuẩn bị kỹ hơn thế hệ cách đây 10 năm hay 20 năm rất là nhiều. Với lại chúng ta cũng thấy là so với giai đoạn thị trường trước đây thì bây giờ những anh chị mà muốn tìm hiểu các cái kênh thông tin thì trên mạng có cực kỳ nhiều các cái kênh để chúng ta có thể học hỏi được. Cho nên là phải nói là cái sự trang bị của các quý nhà đầu tư đã không bị tốt hơn trước rất nhiều, là cũng đạt được thị trường cũng bền hơn. Một cái bài học thứ ba là bài học này cũng không có gì là mới hết, đúng không? Và đúng là nó rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần nhắc lại một lần nữa để mà mình không bao giờ quên. Vì không hiểu tại sao bài học này đã học rất nhiều rồi, nhưng cứ mỗi lần xảy ra những cái thực tế trên thị trường là chúng ta quên mất cái bài học là, đúng không? Khi mà mọi người quá bi quan thì thông thường lúc đó là cơ hội nó lớn hơn rủi ro. Nhưng mà ngược lại nha, tại sao ngược lại thì tiếp được, chúng ta sẽ nói ở cái phần 3, cái phần triển vọng thị trường nằm sau như nào, chiến lược như nào, chúng ta cũng cần biết. Là tại vì cá nhân em trước khi sang làm ở khu quản lý tài sản của VNREC thì đã từng có khá là nhiều năm làm Head of Research của mình và bé rồi, thì năm nào mình cũng làm cái nhiệm vụ là tổng kết năm cũ và nhìn chiến lược năm mới. Thì em để ý trong suốt nhiều năm cứ theo dõi nhé, cái năm nào mà kiểu của mọi người khá là bi quan và sợ năm sau là rủi ro nhiều á, thì tự nhiên là thị trường nó luôn luôn gây cho chúng ta một sự ngạc nhiên. Thì năm sau nó lại có câu chuyện tốt, ví dụ điển hình là cuối năm 2015 đầu 2016, lúc đó là Trung Quốc bị hạ cánh, người ta sợ là hạ cánh cứng, người rất là hoảng sợ. Việt Nam cũng vậy, cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy rồi, 2016, 2017 là những năm thành rất tốt, đúng không? Sau 2 năm thành rất tốt thì mọi người lại kỳ vọng tiếp là 2018 là thị trường sẽ tiếp tục tốt nữa. Thì sau đó chúng ta lại cảm được rơi xuống rất mạnh, rất nhiều nhận được thiệt hại. Bây giờ như vậy thì tiếp tục qua 2019, lúc mà mọi người lại nghĩ là ok thị trường tại đấy rồi và 2020 sẽ rất ngon, thì chúng ta lại xảy ra cái vụ Covid như thế nào. Cho nên bây giờ kết thúc năm nay cuối năm, mà nếu mà VN tiếp tục tăng mà nhà đầu tư quá lạc quan thì có khi chúng ta lại gọi là năm sau. Vì thông thường thực ra logic nó cũng dễ hiểu thôi, thị trường nó sẽ phản ứng theo hướng là nó làm tức là những cái so với kỳ vọng của chúng ta. Khi mà chúng ta kỳ vọng cao quá thì thông thường thị trường sẽ làm chúng ta thất vọng, và ngược lại nếu mà chúng ta kỳ vọng thấp thì thị trường sẽ gọi là ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Đúng rồi, đại diện như vậy. Bây giờ sang cái phần hai, cái phần thế thì ta nhìn tương lai ra sao ở khía cạnh triển vọng vĩ mô và thị trường tài chính thế giới ở Việt Nam, có những điểm gì chúng ta cần lưu ý. Thì thứ nhất là kinh tế thế giới thì cái đà hồi phục nó bắt đầu diễn ra rồi, và với cái chuyện của vaccine được liên tiếp được FDA approve thông qua thì hy vọng là nó sẽ hỗ trợ nền kinh tế thế giới. Và đây là cái dự báo của Quỹ tiền tệ thế giới IMF, thì kinh tế toàn cầu được kỳ vọng là sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 5,2% trong năm 2021 từ mức rất thấp của năm 2020. Ở đây em cũng xin được phép quote lại các cái dự báo của các tổ chức để chúng ta cùng tham khảo, và chúng ta chỉ phụ thuộc vào một nguồn. Đây là cái dự báo của Morgan Stanley, thì kinh tế thế giới sẽ tăng độ khoảng 6,4%. Morgan Stanley thì lạc quan hơn so với consensus, tức là trung bình của các cái cơ quan dự báo khác, đặc biệt là cái khu vực emerging market, trong đó có bao gồm cả Việt Nam. Nhưng mà từ là Việt Nam chúng ta thì frontier, nhưng mà thôi chúng ta cũng coi như là trong đó emerging market thì là đạt mức tăng trưởng cao nhất theo dự báo của Morgan Stanley. Đây là dự báo của Goldman Sachs thì cũng tương tự như vậy, khá là quan đằng sau. Với thị trường chứng khoán thì Morgan Stanley dự báo như nào? Chúng ta hãy nhìn thấy cái chỉ số S&P 500 ở cái thời điểm tháng 12 năm 2021 rơi vào quanh cái mức độ khoảng 3.537. Thì base case thì Morgan Stanley cho rằng S&P 500 trong năm 2021 sẽ tăng khoảng 10% so với cả mức của năm 2020. Đặc biệt nếu mà xảy ra thì nó tốt nhất thì có thể tăng khoảng độ 18%. Trường hợp tệ nhất thì chỉ giảm cái 5% cái dự báo của Morgan Stanley. Thế thì có một vấn đề mà mọi người lo lắng, mọi người rất hay đặt câu hỏi và đặt câu hỏi nhiều lần, đó là với cái động thái khách hàng mà liên tục bơm tiền này thì mọi người sợ nhất cái điều gì? Và mọi người sợ nhất là lạm phát, đúng không ạ?
Thế thì đây là trong cái báo cáo gần nhất về chứng bệnh vĩ mô của Goldman Sachs, thì người ta có đưa ra một quan điểm là chúng ta không phải lo ngại về vấn đề lạm phát, bởi vì sẽ còn mất một số năm nữa thì cái trạng thái của nền kinh tế nó mới đạt cái mức full employment. Cho nên là họ rất là tự tin là ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là cái cột ở bên tay phải mà chị nhìn thấy là cái policy rate của các ngân hàng trung ương, thì họ dự kiến ví dụ như Mỹ họ sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái là nới lỏng tiền tệ cho đến tận năm 2025 chị ạ, bắt đầu mới chấm dứt và đảo ngược cái quá trình này. Và chúng ta lưu ý một cái điều như này là tại sao cái động thái chính sách của ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt Fed, là rất quan trọng, bởi vì có một cái nghiên cứu rất rõ luôn, trong bất kỳ cái giai đoạn nào trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới mà cứ ngân hàng Fed vẫn còn duy trì cái gói QE bơm tiền thì thị trường S&P 500 không bao giờ điều chỉnh quá 7%, thông thường chỉ rơi từ đỉnh xuống khoảng tầm 5-7% thôi để nó sẽ hồi phục trở lại. Còn khi nào mà Fed mà dừng cái gói bơm tiền thì hoàn toàn lúc đó nó mới có những cú rơi lên 15-20%. Chúng ta lưu ý cái điều này để ta tham khảo, vì nhiều khi bản thân em cũng là nhà đầu tư mà bị tâm lý mà lúc mà thị trường chứng khoán nó điều chỉnh xong rồi VN-Index mình cũng rơi theo, mình rất là lo lắng vì cái tiền của mình là bị bóc hơi, tiền lãi cũng bị mất, rất là lo lắng. Nhưng mà chúng ta lưu ý những cái nghiên cứu như này thì có thể tham khảo được. Và bên cái tay trái của chúng ta là cái hình của dự báo về lạm phát, thì ví dụ như cái đường của Mỹ là màu xanh xanh hiện nó phải đến tận 2027 nó mới chạm cái mức mà được coi là cái điểm trigger để họ có thể đảo ngược cả cái quá trình chính sách lên tiền tệ. Rồi như vậy những yếu tố mà chúng ta cần theo dõi năm 2021 và năm tiếp theo là gì? Thì nói gì nói là lạm phát vẫn là một chỉ báo quan trọng mà chúng ta vẫn nên theo dõi, chứ không phải vì ví dụ bản thân em cốt lại cái này không phải là mình cứ nghe theo cái ông Goldman Sachs hoàn toàn, bản thân mình cũng phải theo dõi. Vì tại sao lạm phát mà cái mà chúng ta cần lưu ý? Bởi vì chúng ta thấy gần đây nhá, tất cả các hàng hóa commodity đều tăng rất là mạnh, đúng không? Và cái sự tăng mạnh này là chủ yếu là do yếu tố nguồn cung thôi. Nguồn cung nó chưa kịp sản xuất ra để đáp ứng được, đúng không? Trong khi là cái sự hồi phục của những nền kinh tế như Trung Quốc, đúng không? Nó bắt đầu kéo cái hàng hóa commodity lên. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng nếu mà năm sau khi mà vaccine ra, đúng không? Rồi các giãn cách xã hội, các nước châu Âu Mỹ bắt đầu khôi phục lại trạng thái kinh tế bình thường, thì lúc đó yếu tố cầu nó sẽ lại tăng lên. Và nếu mà cung chưa kịp đáp ứng mà cầu tăng lên rất mạnh thì rất có thể là sẽ chậm cái lạm phát. Cho nên tại sao mặc dù là người ta dự báo như vậy nhưng mà nhà đầu tư chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi cái yếu tố này và tiến được chúng ta có thể đạt được thêm những lợi nhuận. Thứ hai là động thái của các ngân hàng trung ương, như đã nói rồi, họ đang dẫn dắt toàn bộ các cái kênh tài sản của thị trường thế giới. Thứ ba là xu hướng của USD Index, đi kèm với USD Index chính là xu hướng dòng tiền đối với nhóm emerging market, trong đó có Việt Nam chúng ta. Bởi vì bản thân em mình theo dõi làm research rất là nhiều năm rồi, thì em cứ để ý là cứ giai đoạn nào mà USD Index mà nó tăng thì rất là bất lợi cho dòng tiền vào những thị trường vùng xin lợi như Việt Nam, thì lúc đó thông thường về logic nhà nước ngoài họ sẽ rút tiền về các cái quốc gia của đặc biệt là thị trường Mỹ. Còn nếu mà USD Index mà đi xuống thì rất là thuận lợi cho emerging market. Thì hiện nay rất là may cho chúng ta là USD Index là đang có xu hướng giảm và tiếp tục giảm. Với cái động thái Fed như này thì dự báo USD Index sẽ tiếp tục giảm chứ chưa có thể tăng được vào giai đoạn này. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn phải theo dõi những indicator quan trọng. Thế thì bây giờ mình còn phải đặt ra là kinh tế Việt Nam chúng ta đang ở chu kỳ nào, đúng không ạ? Bởi vì cái việc mà cái việc mà hiểu về cái chu kỳ này nó sẽ giúp cho chúng ta chủ động hơn rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta quản lý cái danh mục đầu tư của mình, đặc biệt là cái tài sản equity. Thì đây là một cái bảng mà được chìa khóa và backtest trong quá khứ ở cái giai đoạn hồi này xảy ra khoảng 2008, thì mình lấy lại cái backtest cho mọi người. Đây là mô hình của thế giới và được chìa khóa của Việt Nam. Và tóm lại là chia ra chu kỳ là bốn mùa, là xuân hạ thu đông. Thì thông thường là cái mùa mà đầu tư tốt nhất cho equity là sẽ rơi vào cuối mùa đông. Mùa đông tóm lại người ta dùng từ mùa đông cũng thấy cái sự ảm đạm, cái sự chất chất vân vân của hạn. Thì thông thường cái mà phù hợp nhất là cuối mùa đông và bắt đầu mùa xuân, thì là cái giai đoạn mà tuyệt vời nhất cho cái tài sản là equity, đúng không? Còn nếu mà đã qua mùa hạ rồi bắt đầu là rủi ro tăng cao rồi còn mất đắc lợi. Thế thì nếu mà chiếu theo các cái đặc điểm của cái nền kinh tế Việt Nam bây giờ, rõ ràng là ở đây anh chị nhìn thấy cái đồ thị ghen đất mà em kể câu chuyện của 2020, thì có nghĩa là chúng ta đã tạo đỉnh tăng trưởng vào năm 2018, đúng không? Vào khoảng tầm cuối 2017 và đầu 2018, quý 1 2018. Và lúc đó thị trường chứng khoán của mình đã đứng ở 12 đi xuống, và rất tiếp tục xuống. Và cái quá trình tạo đáy của mình chính là rơi vào quý 2 2020 năm nay, là quá trình tạo đáy của mình.
Nhưng mà trước đó thì thị trường mình đã tạo đáy trước một tháng, như em đã vừa chia sẻ lúc này là tháng 3 là VN chúng ta đã tạo đáy. Thì như vậy nếu mà trên cái cơ sở như này thì chiếu theo cái mô hình 4 mùa này thì có thể nói là kết luận là Việt Nam chúng ta đang ở cái giai đoạn cuối mùa đông và bắt đầu chuyển sang mùa xuân và mùa xuân hồi phục. Thì nếu mà chúng ta nhìn như này thì chúng ta sẽ cực kỳ an tâm khi mà chúng ta nhìn một cái triển vọng dài hạn, chúng ta không lo lắng quá. VN Index nó tăng từ đấy xuống 150 lên thì nó có bị nó quá không không các loại này đúng không? Khi mà chúng ta điều này, khi mà nó chưa có cái chỉ báo nào thể hiện nó ở cái mùa hạ rất là nóng thì chúng ta vẫn còn an tâm rất là nhiều về tài sản. Rồi, thế thì ở đây có một điểm qua một vài cái điểm cụ thể là Việt Nam và kinh tế vĩ mô chúng ta tự tin bước vào 2021 với một cái dự báo tăng trưởng của Research của VN Index đã đưa ra dự báo là năm 2021 Việt Nam ta sẽ tăng trưởng GDP khoảng độ 7.1%. Trong đó dựa trên những cơ sở là chia cụ thể ra là ngành nông lâm thủy sản sẽ đóng góp sẽ tăng khoảng độ 3.1%, ngành công nghiệp và xây dựng sẽ tăng mạnh nhất khoảng 8.8% và ngành dịch vụ sẽ tăng khoảng 7.1% trong những lĩnh vực đóng góp lên cái tăng trưởng chung là khoảng 7.1%. Dự báo là cái xuất khẩu Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn trong năm 2021 khi mà thế giới được hồi phục. Tuy nhiên thì sau khi báo cáo này ra thì nó cũng có phát sinh thêm cái tình tiết là Việt Nam mình bị Mỹ đưa vào cái danh sách gọi là các quốc gia thao túng tiền tệ. Thì cái đây là một là chủ đề mà chút nữa có thể chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau là cái hệ lụy của nó sẽ như thế nào, thì các panelist sẽ chia sẻ thêm các thông tin thêm. Về lạm phát thì cái dự báo của bên phòng nghiên cứu của VN Index thì cũng không có quá lo lắng với vấn đề lạm phát của Việt Nam chúng ta năm 2021, thậm chí là lạm phát còn giảm nhẹ do là cái giá thịt lợn hơi nó sẽ tiếp tục giảm và sau khi quy mô lợn trong nước nó đã hồi phục về cái mức trước khi nó xảy ra dịch tả là châu Phi rồi, và cái vaccine dự kiến cũng đưa ra bán thị trường thì nó cũng giúp cho một thứ hồi phục trở lại. Thế thì bây giờ có một câu hỏi đặt ra, vấn đề cũng khá là rõ ràng, nói thật với các quý anh chị là cái thời điểm cách đây 4 tháng khi mà bọn em đã làm một cái chương trình Insight qua online và vẫn còn rất là nhiều câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế làm sao, dịch bệnh sẽ như thế nào vân vân, cũng còn tù mù. Nhưng mà cho đến thời điểm này quả thật bọn em khá là tự tin là mọi thứ là bức tranh khá là rõ đó. Nhưng mà khi mà bức tranh rõ thì lại có một vấn đề khác phát sinh, đó là mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là thị trường chứng khoán chúng ta đắt hay rẻ, đúng không? Thì nó rõ thì nó là phản ánh một giá, đúng không? Thì chúng ta lại phải đặt câu hỏi này. Thì bọn em đã làm một phép so sánh là cái mức định giá tính theo VE của thị trường Việt Nam so với các cái nước trên thế giới. Thế thì đây cái cột màu xanh anh chị nhìn thấy này, VE của mình là hiện nay ở mức khoảng độ 16.9. Thì so với các cái so với chính lịch sử của Việt Nam thì chúng ta đang ở mức trung bình và cộng một lần standard deviation trên một chút, trung bình một chút không? Có nghĩa là nó không còn đẹp nữa nhưng mà nó không thành đắt ở mức trung bình, đúng không? Và đặc biệt là so với các quốc gia trong khu vực, ví dụ như là Indonesia hay là Thái Lan hay là Philippines, thì chúng ta đang được ở mức thấp hơn so với các nước trong khu vực rất là nhiều. Trong khi là cái nền tảng vĩ mô, tất cả các câu chuyện và xử lý covid của mình cũng tốt hơn các nước trên thế giới rất là nhiều. Đó là cái chỉ báo tham khảo trước. Thứ hai là bọn em có làm thêm một cái định giá BDB, vì thông thường BDB thì nó hơi biến động theo kiểu lợi nhuận do covid xảy ra nó rất thấp vân vân các loại, đúng không? Ta lấy BNB tức là giá thực bút để cho nó ổn định hơn. Thì đây là so với chính định sự của Việt Nam thì thị trường của mình cũng đang ở cái mức định giá cũng không còn quá đẹp nữa, nhưng nó cũng không quá đắt. Đặc biệt là nếu mà xét trong một bối cảnh là cái môi trường lãi suất bây giờ nó đang ở cái mức thấp hơn so với giai đoạn trước đây rất là nhiều, và cái nền tảng vĩ mô của mình cũng bền vững hơn. Rồi như vậy là dựa trên các yếu tố như vậy thì VN Index tự tin là năm 2021 VN Index sẽ tiếp tục tăng sau cái vùng hiện tại, có thể chạm mốc độ khoảng 1.180 điểm trong năm 2021 trên cái sự hỗ trợ về mặt tiêu thụ của nền tảng vĩ mô rất là quan trọng. Và đặc biệt là bọn em cũng có những quan sát là những gì diễn ra thị trường Mỹ khá giống với ở Việt Nam hiện nay, khá giống thị trường Mỹ cách đây 40 năm giai đoạn cuối những năm 80. Thì lúc đó Mỹ nó cũng có cái giai đoạn dịch chuyển từ cái dòng tiền tiết kiệm sang giai đoạn đầu tư, và dòng tiền sang chúng ta rất là nhiều. Và hiện giờ ở Việt Nam chúng ta cũng mới có bao nhiêu, có được khoảng độ 2.7 triệu tài khoản mở tổng cộng trên thị trường, trong số khoảng 100 triệu dân Việt Nam, tức là tỷ lệ là mới được 2.7%. Trong khi ở thị trường Trung Quốc, là thị trường Trung Quốc là thị trường đi trước chúng ta 15 năm qua, thì hiện giờ cái tỷ lệ tài khoản mở ở Trung Quốc là tầm 10% dân số của Trung Quốc. Thế thì như vậy Việt Nam mới có 2.7, ít nhất là chỉ cần một mấy năm tới,
2-3 năm tới phải lên 5% là cái điểm sẽ được, đúng không? Cho những cái ngành này thì cũng là một cái mà nó sẽ hỗ trợ cho các dòng tiền. Mình thật ra cá nhân mình nhìn thị trường nó đơn giản thôi, nó giống như một cái chợ thôi. Khi nào mà những người vẫn còn tiếp tục tới chợ để mua hàng thì cái chợ nó không bao giờ nó có thể nhiều được, đã bị chết hết rồi. Thế thì cái tiềm năng upside so với cái dự báo của VN-Index mà nó có thể nó sẽ hướng đi lên, nó sẽ là cái gì? Nếu mà trong trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam mình được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI đúng không? Thì từ động viên sang mới nổi thì đó có thể là cái này nó sẽ cao hơn. Thì cái đây cũng là một chủ đề khá là tranh cãi hiện nay, thì tí nữa có thể mình cũng sẽ cùng thảo luận thêm. Cái nâng hạng thì nói thật là em không thích Việt Nam được nâng hạng tí nào, đúng không? Và muốn cứ cái quá trình thì nó giống như kiểu một cái rừng mơ mà mình cứ treo ở phía trước, nó cứ treo lâu lâu một tí cũng được, thì nó lại thành cái mồi nó tiếp tục hút những nước ngoài vào. Chứ còn nói thật là tất cả thị trường này đã qua rồi, khi mà nâng hạng lên thì có thể là nó sẽ tăng rất là ác liệt cái giai đoạn đó, đặc biệt là trong bối cảnh mà không có quá nhiều công ty tốt ở Việt Nam. Hiện nay nó có một cái tình trạng như này, anh chị lưu ý, ở trên thị trường toàn cầu và Việt Nam giống nhau nhé, tức là quá nhiều tiền nhưng mà lại rất ít công ty và tài sản có thể đầu tư được. Ở thế giới cũng thế và Việt Nam cũng thế. Anh chị cứ nhìn thử mà xem thị trường Việt Nam chúng ta có bao nhiêu công ty tốt, nên biết này, bao nhiêu năm vẫn chỉ nói câu chuyện Vinamilk, vẫn là Hòa Phát, vẫn là FPT, vẫn là Vừa, ta còn rất nhiều gương mặt mới của họ, hy vọng rằng là năm tới cái khu vực private equity nó sẽ lên đến biết thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ nếu mà bây giờ quá thật mà chúng ta lên vào MSCI quá sớm thì những cái tài sản này sẽ bị đẩy lên rất cao, và sau khi gia nhập những thị trường khác thì nó có thể rớt đến 30-50% từ đến 50%. Cho nên cái này muốn cái này cũng là lọt thêm một tí nữa thì tốt hơn. Rồi, và điểm thứ hai là mình được nâng hạng lên thị trường mới nổi là 200 FTP và vaccine được đưa vào sử dụng sớm hơn được kiện, thì đó là những cái mà sẽ làm cho cái điều báo này nó sẽ có thực tế nó có thể tốt hơn. Rồi thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì định hướng chiến lược đầu tư 2021 và dài hạn như thế nào, thì VN-Index có một cái con đường vẫn hay chia sẻ với cái nhà đầu tư và chiến lược tiếp theo chủ tịch sẽ chia sẻ kỹ hơn, đó là trong mọi trường hợp điều kiện thị trường như thế nào thì chúng ta vẫn hiểu chính chúng ta xây dựng những hạ tầng chính cho mình vẫn là quan trọng nhất, thì sẽ hướng con đường là chức vụ tài chính và đầu tư. Thế thì chúng ta cho dù chúng ta là nhà đầu tư hay lớn thì ta hãy chú trọng xây dựng cái khắp tài sản cho mình, đúng không? Khi mà mình có đầy đủ các loại tài sản đang an tâm tài chính đồng đời, rồi ví dụ có quỹ dự phòng thanh toán, có bảo hiểm, có hưu trí rồi, có những cái kế hoạch tích sản thu nhập định kỳ để tạo ra thêm những cái nguồn thu nhập bên cạnh cái nguồn thu nhập chính của mình, thì lúc đó chúng ta rất là chủ động trong việc là tham gia vào thị trường cổ phiếu những cái tin phần khác trên cùng trở này. Nếu mà nó xảy ra vấn đề gì thì mình cũng đã quản lý rất là tốt, thì mình không có tài sản theo hình thức này đó. Thì ở bên VN cũng có các sản phẩm để hỗ trợ các anh chị theo tập tháp này được, thì tí nữa mình sẽ thảo luận cùng nhau theo. Rồi, thế thì cái tài sản EBT ấy, nó đó là mình nhìn trong 20 năm qua, đúng không? Bên VN thì rất là muốn hướng các anh chị hướng tới đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ nhìn vào 2021. Thì chúng ta thử nhìn về mặt dài hạn xem các kênh tài sản như nào nhé. Thì đây là thị trường Mỹ, nó đã trải qua 200 năm rồi, nó đã chứng minh được là kênh cổ phiếu luôn luôn là kênh mà đóng góp cái tăng trưởng tài sản tốt nhất trong tất cả các loại tài sản khác, so với ví dụ trái phiếu hay là vàng hay là USD đô la. Và thực tế thì Việt Nam trong vòng 20 năm qua cũng cho cái mức lãi suất bình quân khoảng độ 14%, 14,3% tính cả cái lãi suất cổ tức. Đây là một mức rất hấp dẫn các bạn chị, nếu mà so với cái lãi suất tiết kiệm mà trong thời gian tới ta nhìn thấy 5-6% rồi, thì rõ ràng kênh cổ phiếu là rất là hấp dẫn. Và VN hoàn toàn tự tin là thị trường Việt Nam mình vẫn còn trong những giai đoạn chu kỳ của năm tới rất là hấp dẫn. Mà mọi em hay nói đùa là ví thị trường chứng khoán Việt Nam như một thiên đường đẹp mới là độ tuổi 20 thôi, chúng ta còn tương lai rất là sáng. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta chọn trong một cái nền kinh tế lớn, nó có các cái tầng khác, đúng không? Có những công ty rất là dở, ví dụ trên sàn bây giờ là khoảng độ 1.600 cổ phiếu, chúng ta cứ loại bốc khoảng độ 50% cái doanh nghiệp lớn đi, và chúng ta chọn cái doanh nghiệp trong tổng xuất sắc nhất thì nó hoàn toàn là cho chúng ta mức tăng trưởng hàng năm khoảng độ 15% là chuyện rất bình thường. Rồi thế thì trên một cái nền tảng bức tranh như vậy thì VN-Index có đưa ra một số cái ý tưởng đầu tư cho các anh chị. Thì bọn em có bốn câu chuyện lớn mà từ đó chúng ta có thể chọn ra các ngành cổ phiếu tiêu biểu để mình có thể đầu tư được. Thì câu chuyện đầu tiên là cái triển vọng kinh tế Việt Nam được sáng sủa hơn với sự gia tăng nhu cầu trong nội địa và khu vực xuất khẩu. Thì những cái ngành mà được hưởng lợi trong cái câu chuyện này sẽ là bán lẻ, thực phẩm đồ uống, thép và thủy sản để mà hướng ra thị trường ngoài.
Thì trong cái nhóm này, bọn em lựa chọn những cổ phiếu như là VWG, VRE, VHC. Trong cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện về phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư công, thì những ngành như là công trình xây dựng hay là hàng không sẽ là ngành được hưởng lợi, và những cổ phiếu được chọn trong này là HCV, SCS và VRC. Cái câu chuyện thứ ba là tăng trưởng chế biến chế tạo trong ngành chung về sản xuất, đúng không? Đây là một câu chuyện mà cũng trong giờ của kinh tế, một cổ phiếu mà rất là tiêu biểu là Hòa Phát, cái rất là tốt, đã tăng khá là nhiều từ đấy rồi. Nhưng mà tuy nhiên ngoài em nhìn là tương lai của nó về dài hạn rất là nhiều điểm tốt để mà có thể từ dài hạn được. Câu chuyện thứ tư là môi trường lãi suất thấp nó sẽ tạo cơ hội cho những cái ngành như là bất động sản hay là ngân hàng. Thì những cái cổ phiếu mà tiêu biểu được đưa ra đây là ngân hàng, VPBank, Techcombank, MB và một doanh nghiệp tiêu biểu là bất động sản là Vinhome, VHB. Ngoài ra trong cái bảng này thì em có cá nhân em nghĩ là một cái ngành cho là rất hấp dẫn trong bảng này chưa kịp đề cập, đó là ngành chứng khoán, đúng không? Một câu chuyện khá là rõ rồi. Và nếu mà được phép recommend thì em sẽ chọn VND. VND vừa hướng lợi trong ngành hàng, nhưng mà các câu chuyện hướng sang quản lý tài sản là một câu chuyện mà rất hấp dẫn trong ngành hàng của chúng ta. Không phải là vì mình gà nhà mà nói cho công ty mình là thật hay là một cổ phiếu đó là thật. Thế thì tiếp tục rủi ro, chúng ta rất sợ là thị trường ở trạng thái quá nóng và rủi ro là đứng dài hạn hay không? Nói thật là câu hỏi này cũng nhiều người hỏi thế này không? Thì em cũng có suy nghĩ và em đưa ra một cái checklist, đúng không? Bởi vì rất có thể là chúng ta hàng tháng ta gặp nhau, không phải lúc nào mình ở bên cạnh để nói với nhau được là thị trường như nào được, đúng không ạ? Thế thì nếu mà anh chị không có bọn em, anh chị vẫn theo dõi thì anh chị theo dõi cái gì đấy? Anh chị theo dõi cái checklist này. Thứ nhất là luôn xem cái định giá cổ phiếu ở thị trường Việt Nam nó có bị quá cao hay không, đúng không? Thì ví dụ chúng ta có thể tham chiếu hồi 2018 khi mà thị trường mình tạo lên thì lúc đó PE nó 23 lần, bây giờ PE của mình mới có 16,9 lần thôi, mà đó là chúng ta chưa tính những cái năm tiếp theo phục hồi 2021 sẽ thành được nó cao. Em cho rằng là định giá Việt Nam không phải cao thế nào, nhất là nếu mà anh chị bỏ qua bớt những cái công ty mà nó bị gọi là outlier rồi, vô khó quá lớn và định giá quá cao thì nhiều người nó đi group, thì cái phần còn lại bản thân em là mình theo dõi các cái cổ phiếu cụ thể để thấy ra nhiều cổ phiếu còn mức định giá khá được. Vấn đề là chúng ta chọn này. Thứ hai là liệu có xảy ra trường hợp dòng tiền nước ngoài rút ô à, và nhà đầu tư đánh giá cái rủi ro tại Việt Nam tăng cao trong cái bối cảnh như vậy không? Thì rõ ràng là lúc mà xảy ra Covid thì quả thật là nước ngoài bán ròng nhiều thật, họ bán ròng lên đến khoảng độ 40.000 tỷ gì đó trong vòng mấy tháng đầu này. Nhưng mà có một điều ngạc nhiên là khi mà bên đấy chúng ta bắt đầu chạm cái mốc 1.000 lên thì bắt đầu nhà nước ngoài đã quay lại mua chúng ta, đúng không? Đó là một câu chuyện như vậy. Và với cái đánh giá như báo cáo của một mình sát như vừa rồi vừa chia sẻ với các chị, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng là năm sau là năm mà đầu tiên sẽ vào một cái môi trường tích hợp của Việt Nam, có nghĩa là cái lo ngại về điều này nó sẽ không còn. Đặc biệt là cái rủi ro về thị trường Việt Nam nó được đánh giá qua một chỉ báo rất quan trọng là chỉ số CDS, Credit Default Swap, một chỉ báo rất là quan trọng để chúng ta theo dõi về cái việc là đứng ngoài đánh giá cái rủi ro Việt Nam như nào. Thì hiện tại cái Credit Default Swap của chúng ta ở mức cực kỳ thấp. Anh chị thấy là lúc mà Covid xảy ra thì toàn cầu là Credit Default Swap thì rất là rủi ro, thì cái đó nó bị bóng bên cạnh, thì hiện tại là rất liên tục và đang rủi ro thì thấp, thì có nghĩa là nước ngoài đã đánh giá chúng ta là không bị ở trong rủi ro cao để dẫn đến là bị rút tiền. Xu hướng của USD có bị tăng mạnh không thì rõ ràng chúng ta được trả lời trên lập tức là không hề, và hiện tại USD đang giảm xuống. Xu hướng dòng tiền rút khỏi emerging market fund thì có trả lời cũng không nốt luôn, đúng không? Thì hôm trước anh em có một lý tài sản có một cái tranh luận là thị trường Mỹ ở mức hơi cao, ở mức quá cao thì có lo ngại không? Thì em đã thấy rất là ok, đúng không? Thị trường Mỹ ở mức quá cao thì có nghĩa là tiền sẽ đi tìm một thị trường khác có định giá hấp dẫn hơn, trong đó có emerging market tại Việt Nam. Trong khi là nếu mà QE vẫn tiếp tục bơm thì thị trường thế giới vẫn không bị xảy ra cái rủi ro là bị giảm giá hấp dẫn. Trong cái bối cảnh như vậy sẽ rất tốt cho thị trường Việt Nam. Thị trường chứng khoán thế giới có tạo định giá hạn không? Câu trả lời cũng không luôn, đúng không? Nó chỉ tạo định giá hạn khi nào mà lạm phát quay trở lại quá cao và dẫn đến là dòng tiền đang luôn người ta đảo ngược lại cái quá trình chính sách của tiền tệ, thì cái đó chúng ta phải theo dõi. Hiện tại thì lo ngại là khá là chưa đồng đúng không? Rồi các ngân hàng trung ương có đảo ngược chính sách tiền tệ mấy lần trong bối cảnh phát tệ thương mại không? Thì câu chuyện này cũng không có. Thì đây là cái checklist và mọi người và chúng ta cùng theo dõi để đánh giá cái môi trường. Tuy nhiên nói gì nói
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta cùng nhau ngồi đây để hỏi hết về cái cầu chìa khóa lạc quan của làm sao. Em thái độ của em luôn luôn như vậy. Nếu mà thị trường quá lạc quan, chúng ta phải coi là chúng ta cảm nhận điều gì. Thế thì em cho rằng năm sau chúng ta cảm nhận như này. Vì là giai đoạn vừa rồi là tăng do thanh khoản, anh chị lưu ý đấy, do dòng tiền là chính thôi. Chứ còn cái lợi nhuận nó đã tăng mấy lần, đúng không ạ? Thế thì năm sau sẽ là năm mà chúng ta chọn lập cầu là quan trọng, chứ không còn theo kiểu là phóng chi tiêu nữa. Trong suốt giai đoạn vừa rồi là người ta bảo là đầu tư kiểu phóng chi tiêu, là còn như mua trong 10 cổ phiếu, 8 cổ phiếu là đúng là người tăng. Nhưng năm sau nó sẽ khó khăn hơn. Chọn lập cầu là quan trọng, chỉ cần phải có những chuyên gia người ta tư vấn chúng ta, người ta hiểu được cơ bản như thế này, thì lúc đó nó mới đạt được kết quả tốt. Chúng ta phải theo dõi kỳ cái chỉ báo lạm phát và động thái của ngân hàng trung ương để phân tích các yếu tố của họ tại sao. Mặc dù các kỳ vọng chúng ta còn thể vọng. Động thái chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, đúng không? Hiện giờ sau khi xảy ra cái tin trên thế giới đưa là đưa Việt Nam vào danh sách của các quốc gia thao túng tiền tệ, thì hiện tại là chúng ta đang đàm phán với Mỹ, chúng ta coi là các động thái tiếp theo quả như nào. Thì thông thường cái động thái của Trump là Trump rất là thích cái cách như này. Ví dụ như khi đưa Trung Quốc vào danh sách đó là ngay lập tức áp luôn cái mức thuế 25% rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc không. Đấy, thì và nhưng mà sau một năm thì Mỹ cũng bỏ, Trung Quốc đã bỏ cái danh sách đó rồi. Thì Việt Nam mình không biết hiện tại như nào, nhưng mà chắc là trong những lần cuối để những việc bỏ rồi thì cái công việc bỏ lại sẽ là do ông Biden thôi. Chúng ta cùng theo dõi cái động thái đó. Điều quan trọng là chỉ cần phải chú trọng phân bổ tài sản và phân tích đầu tư dài hạn thì như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được rủi ro, để không cố quá được đấy của thị trường Việt Nam. Đó là cái chia sẻ sơ bộ của em cho các bạn. Sau đây em xin được biết mời cho chị Lương và chị Lương. Vâng, không biết là có ai có câu hỏi gì không, trước khi chúng ta chuyển sang cái này. Thực ra thì trong bối cảnh mà thị trường như thế này thì chúng ta thấy là các chỉ số về vĩ mô nó khá là thuận lợi. Thế tuy nhiên thì ở trong bất cứ một cái điều kiện thuận lợi nào đó thì thị trường bây giờ cũng khá là tức là khá là định hướng, nó không phải giống như thứ nhất là các nhà đầu tư cũng bắt đầu hiểu kỹ hơn và những nhà đầu tư F1 hiện nay họ có nhiều sự chuẩn bị tốt hơn, cái nền tảng thông tin cũng như là nền tảng dịch vụ tại các công ty chứng khoán càng ngày càng tốt hơn. Thứ hai nữa là bản thân thị trường hiện nay cũng bắt đầu phân khúc ra những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng và những cái cổ phiếu thực sự là chưa chứng minh được trong cả những quá trình phát triển. Thế thì không biết là xin chia sẻ chị Hiền là đại diện của khối phân tích đầu tư, tức là cái khối mà phân tích zoom in và từng doanh nghiệp, thì theo chị trong năm 2021 thì trong 2020 thì Hiền đã cũng đã có những nhận định khi COVID vào thị trường dịch vụ tài chính và ngành bất động sản công nghiệp. Thế thì trong năm 2021 thì theo chị sẽ có những cái ngành nào mà sẽ có cái phim của đầu tư và có những cái segment nào mà nhà đầu tư có thể nhìn thấy cơ hội tiềm năng hơn những cái cơ hội của các ngành khác. Em chào chị Hương, chào quý nhà đầu tư. Em cho rằng cái câu chuyện của năm 2021 là câu chuyện phục hồi. Thì chúng ta nhìn thấy là tại thời điểm này dấu hiệu phục hồi nó tương đối là khá là rõ. Khi mà thứ nhất mình có GDP phục hồi, các chỉ số về sản xuất, các chỉ số về dịch vụ, cũng như là nếu mà mình nhìn trên lợi nhuận của các công ty niêm trên sàn thì rõ ràng cái kết quả lợi nhuận của quý 3 nó tương đối là tốt hơn so với lại là quý 1 và quý 2. Tuy nhiên là nếu mà phục hồi chung thì tất cả các ngành phục hồi thì mình phải tìm xem là cái ngành nào có cái sự phục hồi tốt hơn so với những ngành khác. Thì theo quan điểm của em cũng như là khối phân tích của VNRS Corona thì thứ nhất là bên em cho rằng là những cái ngành mà nó chịu cái áp lực giảm sâu trong năm 2020 thì nó sẽ có độ đáy lại khá là mạnh trong năm 2021, mà điển hình là ngành bán lẻ dịch vụ. Thứ hai nữa là ngành hàng không. Ngành hàng không là một ngành rất là, tức là các anh chị năm 20 các anh chị nghe rất là nhiều thông tin về cái sự mà thê thảm của ngành hàng không chỉ trong nước mà cũng mà còn là thế giới, rất nhiều
nhiều ngành khác trong như hàng không, lồng đơn xin phá sản. Tuy nhiên có một khi mà nhưng mà tuy nhiên chỉ cần người gần đây các anh chị theo dõi chỉ cần cái thông tin và vaccine có kết quả thử nghiệm tốt thì lập tức là cái giá chứng khoán của một số công ty hàng không trên thế giới như là Singapore Airlines này, Japan Airlines này lập tức là tăng vọt. Tức là cái này nó phản ánh cái kỳ vọng của nhà đầu tư rất là lớn về cái sự phục hồi của ngành hàng không trong năm 2021. Bản thân bên em thì em thận trọng hơn một chút và bên em cho rằng là ngành hàng không sẽ được hưởng lợi, nhưng mà cái nhóm mà gọi là cơ sở hạ tầng hàng không thì sẽ là những cái nhóm mà vừa được hưởng lợi và vừa có cái sự là cẩn trọng và có cái sự là an toàn vừa đủ. Bởi vì cái nhóm trong nhóm hạ tầng hàng không ở trên sàn thì ngoài ICD thì mình còn có một số các công ty mà nó thiên về dịch vụ hàng không như là SES, Sài Gòn Cargo hay là Nội Bài Cargo. Thì cái nhóm này thứ nhất họ được hưởng lợi từ cái việc là mặc dù không có vận chuyển hàng hóa bị tạm dừng nhưng mà vận chuyển hàng hóa vẫn rất là tốt. Thì năm 2020 bởi vì cái xuất khẩu của Việt Nam mình trong năm 2020 tăng trưởng ở tỷ lệ là 5%, cái mức tăng này nó khá là ấn tượng so với trong bối cảnh mà tất cả các nước xung quanh mình đang chịu một cái sự suy giảm về mặt xuất khẩu. Thì hai cái thông tin mà Nội Bài Cargo và Sài Gòn Cargo họ được hưởng lợi từ cái việc là hàng hóa vẫn được xuất khẩu liên tục, và đặc biệt là càng ngày mà đặc biệt chỗ là cái vận tải hàng hóa hàng không chủ yếu là họ vận tải các mặt hàng thiên về điện tử như là điện thoại di động, laptop. Việt Nam mình đang được trong một cái thời kỳ khá là thuận lợi khi tất cả các doanh nghiệp sản xuất điện tử lớn như là HP, Google hay là Microsoft đang tìm đến như Việt Nam như là một cái trung tâm sản xuất ngoài Trung Quốc. Gần đây thì mình có Apple, họ cũng công bố là trong 2 năm tới họ sẽ dịch chuyển cả cái chuỗi sản xuất iPad và notebook sang Việt Nam. Tức là cái về lâu về dài thì là hàng không vận chuyển hàng hóa của Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái làn sóng này. Ngoài ra thì bọn em cũng cho rằng là ICT ngoài cái câu chuyện là họ được hưởng lợi từ việc là hàng không quốc tế được nối lại, họ còn có câu chuyện của sân bay Long Thành. Và câu chuyện sân bay Long Thành thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến việc là chính phủ mình đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2021. Và trọng điểm của đầu tư công trong năm 2021 thì nó sẽ rơi vào hai cái đại dự án lớn, một là sân bay Long Thành và hai là cao tốc Bắc Nam. Đây là bọn em nói về cái sự phục hồi của nhóm ngành hàng không. Riêng về nhóm ngành bán lẻ thì ngành bán lẻ luôn luôn là một cái ngành mà khá hấp dẫn, không chỉ là đối với nhà đầu tư trong nước mà còn là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu mà các anh chị để ý là các cổ phiếu bán lẻ như là Mobile World hay P&J thì luôn luôn họ được định giá khá là cao so với lại mặt bằng chung. Theo một cái bài có track một cái dữ liệu của Google thì Google cho thấy là cái lưu lượng mà người tiêu dùng đến các trung tâm thương mại cũng như là đến các trung tâm mua sắm, các địa điểm vui chơi của Việt Nam đâu đó nó đã trở về cái mức mà trước Covid. Tức là có thể nói là giữa giai đoạn hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam cũng bắt đầu trở nên là tự tin hơn khi mà tiêu tiền trở lại. Thì cái động thái này nó sẽ giúp cho cái lượng cái doanh thu bán lẻ của các công ty trong nhóm bán lẻ sẽ có sự phục hồi khá là mạnh trong ít đầu tiên là trong quý 4 năm nay và quý 1 năm 2021. Về xu hướng bán lẻ thì hiện nay thì có một cái xu hướng, tức là ngoài bán lẻ online thì cái xu hướng bán lẻ online
cũng khá là phát triển, và khá là nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là liệu cái thế mà mua sắm online nó có đến một ngày nào đấy nó có như là lấn át cái mua sắm online hay là không. Thì bạn nhận thấy là bây giờ hình hai hình thức online và offline nó đều đang bổ sung cho nhau, đặc biệt là trong cái bối cảnh là cái dân số Việt Nam khá là trẻ. Thì tuy nhiên là cái tuy là dân số Việt Nam trẻ họ thích sử dụng các công cụ online, nhưng mà cái đối tượng mà chi nhiều tiền lại nằm trong nhóm là từ khoảng tầm là từ 40 cho đến 60 tuổi, tức là cái tầng lớp mà tích lũy tài sản nhiều là trong cái nhóm đấy. Và trong cái nhóm đấy thì họ tại thời điểm này thì vẫn chưa quen lắm với cái hình thức là mua sắm online. Cho nên em nghĩ là trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa, hình thức mua sắm offline nó vẫn đang duy trì một cái đà thắng thế. Thì cái điều đó nó thể hiện qua việc là các công ty như là Mobile World hay là B&J họ liên tục, ngoài cái việc mà họ đẩy mạnh online ra, họ liên tục mở thêm hàng loạt các cửa hàng. Cái Mobile World thì cái thế mạnh của họ hiện tại đang nằm ở Bách Hóa Xanh. Khi mà Bách Hóa Xanh đang được chào đón, tức là đang được người tiêu dùng ưa thích nhiều, rất là nhiều hơn cả là Vinmart ở khu vực miền Nam, trong khi mà Bách Hóa Xanh vẫn còn khu vực miền Trung và miền Bắc, tức là còn một cái thị trường rất là lớn họ chưa khai thác hết. Cho nên là nghĩ là cái cơ hội phát triển cho Bách Hóa Xanh và Mobile World còn rất là nhiều trong thời gian tới. Thì đối với anh thì là cả hai cái ngành mà phát triển mạnh nhất, cái độ nảy lại mạnh nhất trong năm 2021 là nhóm ngành hàng không, đặc biệt là hàng không liên quan đến cơ sở hạ tầng, và thứ hai là nhóm bán lẻ. Xin cảm ơn Mỹ Hiền. Thực ra mà nói thì đúng là sau khi nghe chia sẻ của Quang thì mình có một sự tự tin hơn về các cái chỉ số vĩ mô và cái môi trường đầu tư ở trên quốc tế và trên thị trường trong nước. Thì ở thị trường Việt Nam thì ngoài những cái doanh nghiệp mà có cái sức tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế phát triển ở mức độ 7%, đấy là những cái doanh nghiệp hàng đầu trong các cái lĩnh vực, thì chúng ta có thêm những cái ngành mà nó là cái ngành tương đối hot đối với cả các nhà đầu tư, bởi vì khi đầu tư bao giờ người ta cũng nhìn về tương lai, về khả năng sinh lời của tương lai. Thì đấy là ngành tiêu dùng và ngành dịch vụ hàng không và dịch vụ hạ tầng hàng không. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái quan điểm khá là khác nhau liên quan đến ngành bất động sản và ngành dịch vụ tài chính. Vì đó là hai cái ngành mà các doanh nghiệp thường là có quy mô vốn rất là lớn thì nó mới có cái độ thanh khoản đủ để hấp dẫn cho cả những cái dòng tiền ngắn hạn và dòng tiền đầu tư dài hạn. Thế thì không biết là anh Dũng đứng từ góc độ giám đốc chiến lược thị trường thì anh có chia sẻ thêm một chút liên quan đến các dòng tiền hiện nay được phân bổ trên thị trường chứng khoán. Vì đối với thị trường chứng khoán thì dòng tiền luôn luôn quan tâm một mặt là đến các chỉ số cơ bản, nhưng mà hầu như hiện nay đến 95% nhà đầu tư là những nhà đầu tư active, tức là những nhà đầu tư năng động, và cái dòng tiền passive vào các cái chứng chỉ quỹ cũng còn khá là nhỏ. Mặc dù chúng tôi cũng thấy cái sự dịch chuyển khá lớn gần đây khi mà môi trường lãi suất xuống thấp. Thế thì không biết là theo anh hai cái ngành mà dịch vụ tài chính và ngành bất động sản nó có tiếp tục là cái sự hấp dẫn của nhà đầu tư không, và trong hai cái ngành đấy thì nó có những cái rủi ro gì mà chúng ta cần phải lưu ý trên cái chiến lược của thị trường. Cảm ơn câu hỏi chị. Cái câu chuyện mà chúng ta chứng kiến cái năm Covid vừa rồi nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện dòng tiền của thế giới. Mình nhớ lại là cái thời mà 2008 sau khi mà có khủng hoảng ấy, thì trong vòng 6 năm, tức là từ 2009 cho đến 2015 thì Fed họ bơm tổng cộng là 6.000 tỷ vào trong nền kinh tế. Thế nhưng mà riêng trong 4 tháng, trong những tháng vừa rồi, sau Covid vừa rồi ấy, thì Fed bơm là, đúng cái số liệu của anh Quang nói là 7 tỷ. Toàn bộ các cái central bank trên thế giới thì họ bơm vào tầm 10.000 tỷ.
Total market cap của thế giới bây giờ là 90.000 tỷ, đấy là 90.000 tỷ là cái số liệu mà hiện tại mình nhìn thấy. Còn cái thời điểm mà lúc mà nó đang Covid diễn ra thì nó chỉ có khoảng tầm 2/3 cái số đấy thôi, tức là 6.000 tỷ. Thế mà trong khi đó tất cả central bank bơm vào 10.000 tỷ. Nên nhìn mình chỉ nhìn đơn giản là cái lượng tiền 10.000 tỷ đấy nó bơm vào thì cái thị trường là 40.000 tỷ đấy bầy lên khủng khiếp như nào. Đấy, thì nếu mà một cái bởi vì bây giờ ấy thế giới đã bắt đầu quen với công việc với cái việc là bơm tiền rồi, nghĩa là bất kể có hiện tượng gì xảy ra là họ sẽ bơm tiền, lần sau sẽ bơm nhiều hơn lần trước, lần sau nữa sẽ bơm nhiều hơn nữa, nhiều lần lần trước. Thế thì như thế thì mình có thể nhìn quay lại cái năm 2008 để mình có thể so sánh được xem là cái diễn biến của nền kinh tế thế giới cũng như là các cái kênh tài sản sẽ diễn biến ra như nào sau cái giai đoạn mà kinh tế phục hồi. Thì cái hồi mà Việt Nam mình ấy 2008 có khủng hoảng, mọi người có nhớ lại là bất động sản của Việt Nam ấy thì là xẹp rất nhanh và gần như là không phục hồi được. Bất động sản của phía Bắc thì không giảm mấy, và thậm chí là đến 2011 là còn có một cái đợt sóng nó bùng lên khủng khiếp hơn. Đấy thì bây giờ mình nhìn lại thì bây giờ cái bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam giờ nó rất là strong hơn so với cái thời kỳ 2008. Thế thì mình có thể suy luận ra rất đơn giản thôi là nó sẽ diễn biến thậm chí còn tốt hơn cả cái giai đoạn hồi đó. Thế thì theo em nghĩ là trong cái bối cảnh mà dòng tiền thế giới nó đang khủng khiếp khắp nơi như vậy thì cái kênh đầu tư bất động sản nó sẽ vẫn là cái kênh hấp dẫn trong giai đoạn 2021-2022, tức là trước khi mà có lạm phát quay trở lại. Thế thì thực ra thì bây giờ mình nhìn rất là đơn giản thôi, là tiền nhiều như vậy thì nó sẽ tìm cách để chảy khắp nơi, sắp khắp các kênh tài sản, chỉ đơn thuần chỉ là giai đoạn này thì nó chảy vào chỗ này và giai đoạn khác thì nó lại chảy vào cái kênh khác. Làm sao mà mình có thể nhìn được cái dòng tiền đấy nó chảy vào giai đoạn nào để mình đi, tức là mình đầu tư vào cho nó hợp lý thôi. Chứ còn câu chuyện nhìn rất là dễ là thị trường nó sẽ đi lên tiếp. Mọi người nhìn thấy là cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì chẳng có cái kênh nào có thể hiệu quả bằng cái kênh đầu tư tài chính rồi, bởi vì là tất cả đều hoạt động online, tất cả các ngành khác đều bị tắt, cho nên là dòng tiền toàn bộ thế giới nó dồn hết vào cái kênh online. Và vì thế là cái kênh tài chính nó bật lên rất là nhanh so với cả những cái kênh phổ biến như là kênh bất động sản thứ, thậm chí là mọi người nhìn thấy cả kênh Bitcoin ấy, thị trường coin ấy, nó cũng bật lên rất là nhanh. Thế thì cái xu thế này chắc là 10 năm tới nó không thể thay đổi được đâu, chỉ đơn thuần chỉ là mỗi lần mà khi mà mình thấy xuất hiện có lạm phát thì là dòng tiền nó sẽ rụt trở lại. Nhưng nếu mà mình để ý sau khi lạm phát đã xẹp xuống thì lại sẽ các chính phủ sẽ tiếp tục bơm tiền tiếp, nghĩa là cái quá trình này nó bây giờ nó gọi bây giờ là QE infinity, có nghĩa là QE mãi mãi chứ không thể nào mà rút lại được. Thế giới thực sự mà nói là cái một năm vừa qua đã làm cho tất cả các cái hoạt động của các cái central bank nó thay đổi hoàn toàn rồi. Như ngày xưa thì mình nhớ lại cái thời mà Obama khi mà họ bơm tiền trong vòng từ 2009 đến 2015 ấy, thì họ bơm rất là gọi là chậm rãi thôi. Đầu tiên là bơm 600 tỷ trong vòng 1 năm, tiếp theo năm thứ 2 bơm 600 tỷ, xong đến năm 2013 thì họ bắt đầu bơm liên tục. Tức là hàng tháng họ cứ mua đều ở trong cái balance sheet của Fed ấy là 60 tỷ, đầu tiên là 30 tỷ hàng tháng, 60 tỷ hàng tháng. Thế có nghĩa là mình nhìn thấy là cái xu thế đấy trước Covid là nó đã diễn ra rồi, tức là cái QE infinity đấy nó đã diễn ra trước cái thời Covid rồi. Bây giờ Covid xảy ra thì nó làm cho cái quá trình đấy nó tăng tốc hơn lên thôi. Và nếu mà nói về rủi ro về bong bóng nợ ấy thì có lẽ cũng nếu mà nhìn vào Nhật thì mình sẽ nhìn thấy là cái rủi ro đấy hiện tại nó cũng không đáng sợ lắm, vì Nhật bây giờ là nợ của Nhật bây giờ là 3 lần GDP rồi, 300% GDP, trong khi Mỹ
thì mới chỉ có là 100% GDP thôi, khoảng tầm nếu mà hết năm nay thì chắc là lên khoảng tầm 120%. Thì vừa rồi là bơm ra khoảng tầm 20% GDP, thì bây giờ là cái lượng bơm của cái lượng nợ của Mỹ thì nó chỉ khoảng tầm 120% thôi. Thì có lẽ là mình nhìn thấy là Nhật Bản ấy, họ suy sụp từ năm 90, và sau từ 90 đấy cho đến thời điểm bây giờ là họ bơm đến 3 lần cái GDP rồi. Thế thì bây giờ tại thời điểm này Mỹ mới chỉ có 100% thôi, thế thì quá trình đấy nó có thể kéo dài thêm 10 năm nữa cũng không vấn đề gì cả. Thì quay trở lại, nếu mà nhìn đến Việt Nam ấy, thì mình có thể thấy được là cái quá trình Covid vừa rồi đã làm cho cái hình ảnh của Việt Nam nó khác hẳn so với cái giai đoạn ngày xưa rồi. Tức là bây giờ tất cả dòng tiền thế giới đều đang rất chú ý đến Việt Nam và chỉ chờ có cơ hội để được giải ngân vào Việt Nam thôi. Nên là em thì quan điểm của em nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ là cái thời điểm là early spring, tức là bắt đầu vào mùa xuân, sớm mùa xuân, chứ có nghĩa là các cái cơ hội của mình ấy, trong vòng 5-10 năm tới là vô cùng hấp dẫn. Thì các cái kênh đầu tư ở Việt Nam thì nó cũng không có nhiều. Bất động sản tài chính thì lãnh quanh chỉ có mỗi khoảng tầm 20 công ty rất tốt thôi, nên là khi mà dòng tiền nước ngoài đến Việt Nam thì nó chỉ có dồn vào những cái công ty đó. Nên cái việc mà mình đầu tư dài hạn bây giờ là em nghĩ là một cái giai đoạn mà mình có thể thay đổi cái mindset và bắt đầu nghĩ vào câu chuyện đầu tư dài hạn rất là tốt, nếu mà mình nhắm vào những cái công ty hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam vào thời điểm bây giờ. Tất nhiên là nói câu chuyện dài thôi. Còn nếu mà mình nhìn ngắn hạn thì mình có thể thấy là thị trường trong vòng có một năm thôi mà nó đã tăng khủng khiếp như vậy rồi, thì đương nhiên là ở đâu đó ở giữa năm sau là nó sẽ phải có một cái khoản điều chỉnh. Điều chỉnh thì với cái việc mà thị trường tăng khoảng tầm 100% như vậy thì điều chỉnh 2% nó cũng là bình thường. Thì em nghĩ rằng là tất cả những cơ hội điều chỉnh đấy đều là cơ hội để mua trong dài hạn. Thì đấy là mọi người lưu ý, để ý là năm sau tất cả những đợt mà điều chỉnh, em nghĩ rằng là đấy là một cái cơ hội mua dài hạn rất tốt. Còn nếu mà về nói ngắn hạn thì cái việc mà Biden lên hiện tại bây giờ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Mình có thể rất dễ nhìn thấy là sau khi Biden lên, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bơm tiếp một cái gói nữa là 2.500 tỷ, có thể thậm chí là to hơn. Thế thì cái việc nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính của Mỹ là mình sẽ nhìn thấy là thị trường sẽ tiếp tục tăng đến quý 1, thậm chí là hết quý 1. Nhưng sau đó thì em nghĩ rằng là sẽ có một cái điều chỉnh, bởi vì là cái chính sách của Biden là sẽ tăng thuế lên tất cả các doanh nghiệp lớn. Điều đó nó sẽ làm cho hút cái dòng tiền của doanh nghiệp, tức là cái trong 10 năm vừa qua thì cái lượng nâng đỡ, cái lượng tiền mà nâng đỡ thị trường Mỹ suốt 10 năm vừa qua chính là cái lượng share buyback của các doanh nghiệp lớn. Thì cái lượng tiền đấy khi mà vào quý 1, khi mà có cái chính sách thuế mới của Biden lên thì nó sẽ làm giảm cái lượng tiền của doanh nghiệp xuống, và cái chính vì thế sẽ làm cho một cái đoạn hẫng trong ngắn hạn của thị trường tài chính thế giới. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều phải nhìn vào thị trường Mỹ hết rồi. Việt Nam sau 2 năm vừa rồi ấy, thì bây giờ có thể nhìn thấy là mình cũng sẽ đi theo thị trường Mỹ thôi, chứ nó không còn tách bạch gì so với thị trường thế giới nữa rồi. Thì đấy là cái quan điểm của em. Em nói một chút về cái lạm phát. Lạm phát thì mình nhìn trở lại năm 2008, tức là đến 2009 thì là chạm đáy đó. Các chính phủ bắt đầu bơm tiền vào 2009 và lạm phát của mình quay lại vào năm 2011, tức là sau 2 năm sau quá trình diễn ra phục hồi thì là bắt đầu có lạm phát trở lại. Việt Nam hồi đó rất kém nhá, khả năng xuất khẩu nó hạn chế thôi, cái balance sheet của mình nó cũng kém, nên là cái hồi mà 2011 có cái bong bóng commodity của thế giới lên ấy, thì lập tức là Việt Nam gặp phải cái hiện tượng lạm phát cao.
Mình có ngay cái Double Deep Recession của riêng Việt Nam năm 2011-2012 thì mọi người chắc vẫn còn nhớ. Thế nhưng mà lần này thì rõ ràng là nó sẽ khác cái thời điểm 10 năm trước rồi. Thế thì bây giờ mình nhìn thấy là trong vòng 1 năm mà lượng tiền bơm vào là 10.000 tỷ như vậy thì rõ ràng là cái hiện tượng lạm phát nó sẽ xuất hiện nhanh hơn so với cái thời kỳ 2008-2014. Em nhớ lại là 2010, cuối 2010 thì là commodity hàng hóa nó đã tăng rất mạnh rồi và đến đỉnh điểm của nó là có một cái bong bóng là 2011 nó đã vỡ. Thế thì em quan điểm cá nhân của em là hiện tượng bong bóng này nó sẽ đến sớm hơn so với cái thời kỳ trước, tức là cuối 2021 em nghĩ là đã có xuất hiện lạm phát rồi và có thể lạm phát sẽ cao vào đầu 2022. Tất nhiên là trước cái lạm phát đấy, cái dạng mọi người nhớ là cái giai đoạn trước lạm phát thì tất cả các tài sản nó vẫn cứ tăng và tăng thậm chí rất là tốt, chứ không phải là mình nói lạm phát thì mình chỉ nhìn đến cái khi nào mình xuất hiện lạm phát thì mình lo lắng thôi, chứ còn không có nghĩa là nếu mà nhìn thấy lạm phát tăng lên là mình phải lo lắng ngay rồi. Nếu mà mình nhìn thấy lạm phát tăng lên là mình không cần phải lo bộ, thậm chí mình còn phải thấy là vui vì là và như thế là dòng tiền sẽ được kích hoạt vào các, tất cả các thị trường. Đó, thì cái quan điểm của em là như vậy. Cho bổ sung thêm một vài ý trong cái lập luận của anh Dũng ha. Đó là về cái vấn đề lạm phát ấy, thì chúng ta lo lạm phát và khi mà lạm phát mà có dấu hiệu bắt đầu tăng nhanh lên thì sợ nhất là cái hành động của ngân hàng trung ương thôi. Nhưng mà Fed đã lường trước cái điều này trước rồi, cho nên là đã nói với thị trường cái câu chuyện là bây giờ Fed sẽ không điều hành kiểu cứng nhắc như ngày xưa, nó kiểu là lấy một cái mức là target mục tiêu tại sự rate ở tầm độ khoảng 3% thế này. Thì khi nào lạm phát chậm lúc đó nghĩa là tức là dừng luôn quá trình bơm tiền QE. Nhưng bây giờ là Fed đã tung ra thị trường cho thị trường cái thông điệp họ sẽ linh hoạt hơn trong cái vòng target inflation, họ lấy mức trung bình là sẽ linh hoạt theo từng thời kỳ đó. Cho nên ý là như vậy, cho nên chúng ta cũng sẽ không quá lo lắng về chuyện là nếu mà lạm phát có cầu tăng lên một chút. Cái thứ hai là cái chính sách mà tăng thuế của Biden này, thì chỗ này chúng ta cũng cần lưu ý thêm là mặc dù đúng là Biden ông nói rất rõ là sẽ tăng thuế thu nhập nhiều lên, nhưng mà nó có một cái việc nó xảy ra là cho là cái vấn đề ở lớn biển này, thì lại không thuộc hoàn toàn vào đảng dân chủ, đúng không? Và chúng ta biết là đảng dân chủ khả năng là sẽ dominate ở hạ viện, còn ở thượng viện thì có thể tiếp tục sẽ là đảng cộng hòa. Nếu mà nó xảy ra cái bối cảnh như vậy thì nó sẽ không dễ dàng để ông Biden có thể thông qua tất cả các chính sách như là muốn được gọi đó. Và khi mà thị trường nó nhìn thấy điều đó nó đã rất là vui về cái chuyện này. Vâng, thực ra thì cái hôm nay thì cũng là cái buổi chia sẻ thì cho các nhà đầu tư biết nếu mà mình muốn quan tâm đến thị trường chứng khoán thì mình cần theo dõi những cái yếu tố nào, và đối với các nhà đầu tư lớn đầu tư lớn thì cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì thực ra mà nói thì với một cái bối cảnh thị trường như hiện nay, khi mà các ngân hàng trung ương bơm tiền lớn chưa từng có trong lịch sử, thì cái bài toán dòng tiền đã làm cho các cái bài toán về phân bổ tài sản truyền thống có lẽ cũng phải xem xét lại. Bởi vì lần đầu tiên là chúng ta thấy một cái con trò đích ngày xưa thì cứ bất động sản lên thì chứng khoán xuống, vàng lên thì các cái loại khác xuống, nhưng bây giờ chỉ có mỗi một cái là lãi suất thấp và tất cả các tài sản đều lên, kể cả Bitcoin giờ cũng lên đạt đỉnh 23.000. Thì đây là một cái điều cho thấy là cái dòng tiền đương đi tìm kiếm cái phân bổ tài sản, và tất cả các tài sản đều lên, từ vàng, bất động sản, Bitcoin. Cho nên là đối với những nhà đầu tư mà năng động và muốn nắm bắt được những cái cơ hội biến động của dòng tiền và chọn cái sự biến động của thị trường như là các cơ hội kinh doanh, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy những cơ hội vừa điều chỉnh trong năm 2021, hoặc là những cái cơ hội biến động và phục hồi của những cái ngành mà bị xuống quá trong cái thời kỳ Covid và chưa kịp phục hồi trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên đối với những cái dòng tiền dài hạn hơn thì chúng ta cần có những chiến lược nào, và đôi khi không biết là chiến lược năng động với cả chiến lược thụ động
thì chiến lược nào lại mèo nào cắn mỉu nào đâu. Bởi vì trong cả cái đánh giá của chúng tôi trong 14 năm vừa qua, à trong 20 năm vừa qua, thì nếu đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách đều đặn liên tục thì cái lợi nhuận bình quân hàng năm nó khoảng 14,3%. Ở đây cái mức lợi nhuận cầm thao, nếu mà tính từ mức độ lãi suất cầm thao thì nó là mức lợi nhuận rất cao và cao nhất trong các kênh tài sản. Để thấy rằng là trong các chiến lược đầu tư thì đôi khi nó có rất là nhiều sự lựa chọn. Và cái việc anh Quang cũng đã chia sẻ thị trường chứng khoán đắt hay rẻ về mặt định giá, chị Hiền cũng đã chia sẻ về vấn đề là có những cái ngành nào chúng ta cần quan tâm nếu như mọi người muốn tìm kiếm cái chiến lược đầu tư theo kiểu topic. Rồi là anh Dũng cũng chia sẻ với mọi người cái nếu như chúng ta đi theo chiến lược của dòng tiền thì chúng ta cần phải nhìn cái xu thế của dòng tiền trong năm 2021 sẽ có những điều chỉnh gì. Thế thì bây giờ tôi cũng muốn xin hỏi anh Tuấn Anh, là một người làm quản lý tài sản, thì đối với những nhà đầu tư mới vào thị trường hay kể cả những nhà đầu tư cũng có tài sản cần phải tìm cái sự phân bổ tài sản, thì theo anh chiến lược của năm 2021 thì mình nên lựa chọn chiến lược như thế nào, và có những cái sự chia sẻ của anh đối với việc mà so sánh giữa các kênh đầu tư tài sản của chứng khoán và các kênh khác. Đồng thời là nếu như mà đối với nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm một cái chiến lược tích sản bền vững ở thị trường thì nên lựa chọn những cách đi như thế nào? Anh chỉ có một cái thói quen là bình thường là hay nói rất là xa, đi vào cái dần. Anh chị cũng chỉ có nghe cái quan điểm của em về cái chuyện là mình làm đầu tư thì không biết tại sao em cũng mong muốn là mọi người đầu tư và trong sự yên tâm thì nếu mà mình đầu tư càng ngày mình càng nhiều tiền lên ấy, các anh chị mình giàu lên quá ấy, em nghĩ là cũng hơi lo là các anh chị lại lo làm tiếp sau lại phân tích nhiều quá. Đúng không? Tức là chúng ta trong cái vòng xoáy này hình như chúng ta càng ngày càng nhiều tiền lên và hình như chúng ta càng ngày bởi vì nhiều tiền lên nên lại càng phải nghĩ. Bởi vì nghĩ thì càng nghĩ thì lại càng thấy phải phân tích và càng phân tích càng thấy thiếu số liệu. Cái vòng xoay đó sẽ làm chúng ta bất an hơn. Thì con đường của đứa em mong muốn chỉ người với anh chị là liên quan đến các việc tư tập và liên sản rất là một anh chị có một cái bộ nguyên tắc và một cái ứng xử và thế nào thì mình có thể thật sự là bình an trong cái việc là mình đầu tư. Thế thì hôm nay là cái nói chuyện với anh chị là trong cái phân khúc của anh chị là nhà đầu tư cực là lớn rồi. Thế thì đấy là điểm may mắn. Vì sao? Vì nếu đã là đầu tư lớn thì hầu như ở cái trong các tài sản ấy, thì các anh chị đã che phủ được khá nhiều, đã bắt đầu che phủ được khá nhiều cái tầm cái phủ, tức là cái gọi là life preparation, chuẩn bị cho cuộc sống ấy, là mình cũng đã có ý thức chuẩn bị rồi ạ. Chia sẻ với anh chị là có một câu chuyện của chính em thôi, là em làm một cái mức tiền rất là nhiều trong thời điểm rất là trẻ, 26 hay 27 tuổi mà đã rất nhiều tiền, nhưng mà cái lúc đấy mình không biết xây dựng tài sản gì cả. Là mình thời đấy là thời đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam, thời đầu tiên đấy là lúc đầu tiên là cung cấp cái công cụ là đòn bẩy, nên là em cũng không biết em tất tay lên đòn bẩy lên và cuối cùng thì cái tháp tài sản của em nó rụng tận máu luôn chứ không âm dưới cái mặt đất luôn. Thì chia sẻ với anh chị như vậy để chúng ta thấy một cái góc nhìn chúng ta như đây phòng của anh chị có thể xây dựng dần lên, đặc biệt kể cả anh chị mà ngồi đây kể cả anh chị đã có nhiều tiền rồi chẳng đó, chúng ta luôn luôn có thể ý thức được cái tầm life preparation của chúng ta thì có rất nhiều sự thay đổi. Thì cái câu chuyện mà đây mọi người nói là quan lại như quan lạm phát để thực ra thì là em luôn cân bằng với sâu độ là một cái thứ là đối tượng bên ngoài và cái thứ hai là mình nghe lạm phát nó ảnh hưởng gì đến mình. Lạm phát thì có lẽ nó chỉ ảnh hưởng mình khi mà cái nó ảnh hưởng cuộc sống của mình, như vậy mình có thay đổi gì về mặt chi tiêu hay không, để đơn giản cuộc sống của mình có thay đổi không, cái tương lai hưu trí của mình nếu mà cái tốc độ lạm phát nó như vậy thì cái tương lai hưu trí của mình là như thế nào, cái quỹ đó là bao nhiêu là đủ
trước đây mình nghĩ là quỹ đó 1 tỷ là đủ, 2 tỷ là đủ, bây giờ có thể 2,5 tỷ là đủ, chúng ta cũng phải chỉnh lại một chút. Tương tự như vậy thì cái tầng cái trong các tài sản ấy, thì cho các anh chị một góc nhìn, thì các anh chị lâu lâu các anh chị cố gắng là 1 năm đấy, đang chuẩn bị cuối năm, lâu lâu mình tính lại, mình xem lại một chút, mình thay đổi, mình chỉnh chỉnh lại một chút, đấy gọi là balancing, sinh điều chỉnh lại, đấy là thứ nhất. Điều thứ hai thì là trong cái các loại đầu tư ấy, thì em nhìn nhận rằng là có hai cái giác độ mà chúng ta rất cần quan tâm, đấy là một là gọi là capital gain, tức là phần tăng cái giá, hai là phần earning, tức là phần lợi tức từ cái việc đầu tư của mình. Khi chúng ta đang trong một môi trường mà chính là chúng ta anh chị nghe thì Kiwi và quyền đấy, Kiwi của chú Trần nói thì hình như là thế giới đang dần dần dịch chuyển cái chuyện là cái phần earning càng ngày càng hình như càng ngày càng nhỏ lại, và phần capital ấy càng ngày càng to lên. Thế thì lại quay lại cái quan điểm của anh về chuyện như là an tâm đầu tư. Đối với em ấy thì cái an tâm ấy là cái rất là quan trọng. Vì sao? Vì cái bản chất cái não mình nó sinh ra ấy, thì nhiều lần thì em cũng đi hay nói chuyện em bảo là nếu anh chị nghĩ sâu ấy, để xem cái não mình sinh ra nó để làm gì ấy, thì em thấy rằng là cái não mình sinh ra cố gắng là cá nhân em chia sẻ một lần là cố gắng là làm thế nào để em có được một cái cách làm để lần sau em không phải nghĩ nữa. Chứ bây giờ mà mình làm mà để lần sau mình lại phải nghĩ tiếp ấy thì nó rất là phức tạp. Thì trong cái hai cái loại capital với cả loại earning ấy, thì hình như là cái loại mà sinh ra cho các anh chị cái thu nhập ổn định nó quan trọng hơn là cái loại mà nó cứ giờ dừng này, ví dụ như Trần được bảo ăn gấp đôi, tăng gấp đôi so với giảm 20%. Bây giờ lại bảo ai mà bảo em rủ em cái loại gì mà nó tăng gấp đôi so với giữa kỳ nó giảm 20%, em sợ lắm, em phải lo lắm, bởi vì là nó biến động quá. Trong khi là mình nói như vậy là mình không phải mình không đầu tư cái loại đó, mình nói như vậy là mình vẫn đầu tư cái loại đó, nhưng mà mình có một cái cách gì đó khác đi thì mình vẫn đầu tư được. Thế thì ở bên đây mong muốn các anh chị để ý đến một cái loại là thu nhập ổn định. Thì bây giờ thế nào là thu nhập ổn định? Ví dụ dòng thu nhập của anh chị cứ lên số này mỗi tháng, ví dụ như là kiếm được không phải đầu tư là kiếm được 100 triệu, sau lúc lên 200 triệu, lúc xuống 80 triệu, rồi lúc lên 250, thì có khi là tất cả cái phần mà thấp nhất ấy, trong cả lịch sử anh chị quan sát thì cái đấy là tạm coi là thu nhập ổn định. Còn thu nhập ổn định của mình là mình quan sát, đặc biệt là may quá được Covid thì mình được lần đầu tiên mình được kiểm định thế nào gọi là thu nhập ổn định của bản thân mình. Một số các ngày các anh chị đang là có thể ở đây đang là chủ doanh nghiệp, các anh chị vào một cái trạng thái vô cùng đặc biệt và tự nhiên cái thu nhập của anh chị nó sụt hẳn xuống. Đấy, vậy thì là lần đầu tiên mình được cái bài test này. Thì nước ngoài nó hay có cái test kiểu này, tức là cái test, nó sẽ test trong cái lúc mà căng thẳng nhất thì trông nó như thế nào. Nếu như là cái đấy là rất là quan trọng, anh chị xem lại cái phần thu nhập ổn định của mình. Thì sau khi mà quan sát thật là kỹ cái thu nhập ổn định của mình thì em có một chia sẻ với cá nhân của em thôi, chia sẻ với anh chị là khi mình nhìn thấy thu nhập ổn định rồi thì bắt đầu dùng cái phần thu nhập của mình bắt đầu đi đầu tư. Rất là lúc đó thì cái đầu tư của mình ấy, nó cực kỳ là vững vàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có hoàn toàn có năng lực y hệt như Dũng nói về cách. Chúng ta cũng chính là cách, chúng ta cũng có thể có năng lực mua vô hạn. Bây giờ các anh chị tưởng tượng như là Tuấn Anh tuy nghèo chưa có người tiền của các anh chị, nhưng mà Tuấn Anh có thể có năng lực mua vô hạn. Có nghĩa là cứ tháng nào mà nó có tháng nào lại mua. Đấy, thì lúc đấy thì cái sự gọi là wow, cái sầu hoặc là nói như kiểu cái tiêu chuẩn cũ về cái giàu thì bây giờ thì nó như thế cũng mong muốn nó mang lại cho anh chị cái tư duy hơi khác hơn một chút, tức là cái năng lực chúng ta sống tự do trong cái ổn định và phần thừa ra chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lựa chọn các đối tượng của chúng ta đưa vào, nói như chúng ta là đưa vào lúc thì đưa vào cái A, lúc đưa vào cái B, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn nhận điều đó thì lại tiếp tục cảm giác xảy ra là chúng ta đưa vào cái gì, một là cách đầu tiên, hai là công ty đấy nó có hơn ổn định thì người anh nghĩ đấy là có sẽ xuất hiện cho các anh chị những cái cơ hội và anh chị reinvest vào các cái công ty mà nó lại sinh ra earning, thì cái earning này lại giúp anh chị có thể
thêm các cái chị vào sau. Ví dụ nói liên quan nó có thể là thu phép có sai lầm trong 2020. Mà quan điểm của em thì đấy là đường dài của cụ hay, có nghĩa là cụ có thể có, nếu mà so benchmarking với người khác, với cụ khác thì cụ có thể là sai trong năm nay, sai nhưng mà sợ là perform là cái tăng trưởng thấp hơn, nhưng cái công thức của người ta chắc là mình cũng không sai đâu, bởi vì cái dòng tiền của cái dòng tiền của quỹ hoàn toàn có thể tiếp tục mua tiếp. Đặc biệt mọi người nhìn thấy là cái thời điểm của năm ngoái khi mà quỹ Buffett mua Apple thì rất nhiều người không hiểu tại sao lại trước đây thì Buffett là người rất là against cái công nghệ, nhưng mà có một cái lời giải thích mà tuyệt vời hay, thế là khi mà mình nhìn thấy rằng là dường như là những người sử dụng Apple sẽ mua cái Apple từ N tiếp theo, và Apple gần như trở thành commodity, thì đấy là cái tư duy gốc khi mà người ta chọn. Thì đó thì muốn là đem đến giới thiệu anh chị cái hướng nhìn đó, thì anh chị cũng có thể có một cái cân bằng nhất định khi mà người lựa chọn. Thực ra thì cái câu chuyện đúng là có rất là nhiều các cái chiến lược đầu tư khác nhau, và khi mà ở bên đấy thì chúng tôi cũng có những chương trình hàng tuần về giúp cho các nhà đầu tư mới onboarding vào thị trường, và đặc biệt là hiện nay thì dòng tiền vào thị trường rất nhiều, và trước kia thì gần như mọi người đến với công ty chứng khoán thì đều nghĩ đến cái việc là lựa chọn những cơ hội giao dịch để tạo ra những cái sinh lời từ cái biến động giá. Có rất nhiều người quan tâm đến thị trường chứng khoán với cái góc nhìn đầu tư, tuy nhiên là vì do mình cứ nhìn benchmarking của một cái thời gian ngắn dẫn đến chuyện là mình quên mất đi là có một cái benchmark. Nếu như mà mình nhìn lại quá khứ thì gần như là vừa rồi chúng tôi có làm backtest lại, tại vì tôi đã có một cái gia tài dữ liệu khá là lớn, và khi làm backtest lại cái gia tài dữ liệu đó thì thấy là gần như cái chiến lược chủ động thì nói chung là số lượng nhà đầu tư mà có được cái sinh lời ổn định đều đặn thì rất ít, cho nên là có lúc mình chiến thắng thị trường và có lúc thị trường làm cho mình trở thành y thiệt, và số lượng nhà đầu tư gọi là mong là về hòa vốn cũng khá nhiều. Thế thì có một cái chiến lược khác nữa là chiến lược đầu tư thụ động, mà ở trong cái tháp tài sản vừa rồi chúng tôi đặt là chiến lược đầu tư VSIP, có nghĩa là systematic investment plan, tức là đều đặn hàng tháng mình mua vô hạn, cứ có được một cái khoản tiền mà còn lại của thu nhập sau khi trừ đi chi phí cho bảo hiểm, cho hưu trí, cho những cái thứ mà mình cảm thấy cần cho cái cuộc sống của mình, thì trích ra một khoản mua đều đặn vô hạn. Thì sau 15 năm, 5 năm, 20 năm thì chúng tôi đều có thể đang mở lại cái slide của chiến lược tiếp để cho mọi người có thêm một chút, như là lúc đấy Quang có nói là sau 20 năm thì sau backtest lại thì cái thu nhập trung bình trên thị trường nếu đầu tư theo index thì nó khoảng được 14,3%, nhưng nếu lựa chọn những cổ phiếu riêng lẻ thì nó là bao nhiêu. Thế tất nhiên là đây là một cái chiến lược đầu tư thụ động, tạo cho mình một cái cơ hội là mua vô hạn và mua nó đều đặn và coi như là một cái hình thức tích sản đều đặn, thì cái thu nhập trung bình mà cái benchmarking là nó phải dựa trên cái tầm nhìn của 5, 10 năm và 20 năm thì nó cho mình một cái mức thu nhập là bao nhiêu. Bởi vì khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta lại quên mất là chọn benchmarking là suốt ngày nhìn màn hình thì chắc chắn là lúc đó chúng ta cũng sẽ không kiên nhẫn để chúng ta. Vì vậy cho nên là trong các cái chiến lược đầu tư, nếu mình đã lựa chọn chiến lược đầu tư chủ động thì lúc đấy mình cần benchmarking với biến động giá trên thị trường, các cái chỉ số về lạm phát, rồi tất cả những cái chỉ số cần thiết khác để mình đánh giá được dòng tiền và cái khả năng xu thế biến động giá của ngắn hạn. Nhưng nếu mà mình lựa chọn cái chiến lược đầu tư với một cái benchmarking mà có khả năng thu nhập đều đặn cho mình trong 20 năm với một cái lợi tức hàng năm tốt thì mình có thể lựa chọn cái cổ phiếu cơ bản với khả năng sinh lời, khả năng tăng trưởng bền vững, và chúng ta sẽ có một cái chiến lược đầu tư đều đặn tích sản hàng tháng. Thì đây là cái chiến lược SIP mà chúng tôi có làm backtest. Quay trở lại thì đối với một số cổ phiếu blue chip, ở đây là những cái dữ liệu có thể lấy được 10 năm, thì mọi người thấy là với cổ phiếu như là Hòa Phát thì được khoảng 20, đây là cái dữ liệu mà lấy trước khi
tăng trưởng vừa rồi, nếu mà lấy vào cái đợt điều chỉnh vừa rồi thì nó còn cao hơn nhiều. Tại cái này là lấy ở lúc mà chắc là tháng 9 thì cái này đã bước lại thì mọi người cũng sẽ thấy là đối với cổ phiếu blue chip và kể cả PNG là trong 10 năm vừa qua là một năm khó khăn của PNG khi mà ngân hàng Đông Á bị ảnh hưởng thì cổ phiếu nó vẫn được 17.5%. Hoặc là những cái cổ phiếu mid-cap, chúng tôi đây chỉ lấy những cái cổ phiếu tiêu biểu, nhưng nếu khách hàng, nếu mà mọi người có thể quan tâm những cổ phiếu mình quan tâm thì mình bắt test lại cũng thấy là nếu đầu tư theo cái chiến lược là như anh Tuấn Anh vừa nói. Và làm thế nào để trong cái tháp tài sản của mình cân các chiến lược đầu tư để mình cảm thấy là mình tạo ra cho mình như là một cái federal reserve. Mình thứ nhất là cái tháp tài sản về cuộc đời mình là mình không phải lo đã, thì đây chắc chắn là những nhà đầu tư chắc là cũng đã có những chuẩn bị cho mình để có an tâm tài chính trọn đời. Quay lại trên cái tháp tài sản, thế còn đấy là cái tháp mà ở bên Direct thì chúng tôi chia ra làm ngày xưa khi mà làm được cái phép tài chính thì cái này là để dành cho các nhà đầu tư mà nhỏ và không có điều kiện về nhiều lựa chọn lắm về các cơ hội đầu tư tài chính, thì chúng tôi nghĩ quay lại làm sao cho nó dễ nhất cho nhà đầu tư có thể hiểu được. Nhưng mà đến khi chúng tôi ra cái tháp tài sản này thì tự nhiên cảm thấy là đây là công thức chung cho tất cả, cho kể cả khách hàng, kể cả là chủ doanh nghiệp. Mình cũng phải có một cái set aside, tức là để sang một bên để đảm bảo là cái an tâm tài chính trọn đời. Tức là mình phải có một dự phòng thanh toán, mình phải có cái bảo hiểm và mình phải có một cái tài sản để tích sản hưu trí. Thì cái này là tại bên Direct chúng tôi cũng luôn luôn tư vấn các nhà đầu tư, kể cả có rất nhiều chủ doanh nghiệp cũng giống như tất tay vào chứng khoán thôi, mình cứ đầu tư hết tiền bạc, tài sản và công ty, và mình cũng không tránh được cái quy luật của vô thường. Thế còn cái tháp thứ hai là cái chiến lược đầu tư tích sản thụ động, có nghĩa là mình giống như Federal Reserve, lúc nào mình cũng tạo cho mình một cái cơ hội được mua liên tục vào một danh mục cổ phiếu hay là một cổ phiếu mà mình hiểu biết, mình tin tưởng, coi như là một cái hình thức bỏ lỡ. Và với một cái mức đầu tư như mỗi chiến lược đầu tư như vậy là mình đã lựa chọn cái chiến lược trung bình giá của một cái xu thế, thì đó cũng là một cái cách mà để giúp cho nhà đầu tư có được một cái cách đầu tư mà an tâm. Và chiến lược thứ ba là chiến lược chủ động, thì như Quang, Dũng, Huy Hiền cũng chia sẻ với mọi người để mình có theo dõi những cái chỉ số mình quan tâm. Bởi vì cái vấn đề chúng tôi mong muốn chia sẻ với, tại vì ở đây sẽ có rất nhiều người sẽ có những cái lựa chọn riêng từ cái hiểu biết và cái theo dõi của mình trong cả một thời gian, nhưng đây nó là cái công thức chung để cho chúng ta cùng backtest lại. Bởi vì cái gì nó cũng có quy luật, và cái quy luật đấy nó là common sense. Vì vậy chúng tôi cũng rất là muốn chia sẻ lại với mọi người trong năm 2021 để mình balance sinh lại cái tài sản, cái tháp tài sản của mình, và cố gắng là làm sao để cho cái tháp tài sản đó, cái phần đầu tư chủ động, nếu nó có biến động gì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Và có một phần nữa là mình bắt được cái xu thế dài hạn của thị trường. Nếu đầy đủ của cái này thì VFIX sẽ cho mình bắt được một cái xu thế tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán. Và chắc chắn là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với một nền kinh tế trẻ 7%. Và các doanh nghiệp, khối doanh nghiệp tư nhân, hiện nay thì các khối doanh nghiệp tư nhân bắt đầu quan tâm đến thị trường, bởi vì ngày xưa các doanh nghiệp nhỏ rất là khó lên thị trường. Lý do là ở trên thị trường chủ yếu là các nhà đầu tư giao dịch. Và cái dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài thì cái ticket size nó khoảng 50 triệu đô. Vì vậy chính là các cái công ty mặc dù rất tốt nhưng không có cơ hội để huy động vốn dài hạn của các nhà đầu tư. Cho nên là rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn cái kênh đầu tư là gọi vốn qua kênh private placement. Nhưng nếu như thị trường với dòng tiền tiết kiệm như hiện nay, ví dụ như VNDirect hiện nay là cái dòng tiền chờ đầu tư tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Và cái lượng mà margin tại công ty cũng không phải là cao, chứng tỏ rằng là cái dòng tiền đã bắt đầu quan tâm đến đầu tư tài chính. Và với một cái dòng tiền quan tâm đến đầu tư tài chính mà nhà đầu tư biết phân bổ vào một chiến lược đầu tư tích sản ổn định bền vững với cả những cái cơ hội để nắm được, vì thực ra hiện nay là nhà đầu tư rất là ít phân biệt về chiến lược đầu tư. Đôi khi mình làm đầu tư thì mình phải nhìn từ một cái tầm nhìn, một cái benchmark khá là dài, thì mình lại quên mất là dùng cái benchmark của trending để mình làm benchmark cho danh mục đầu tư, khiến cho mình lúc đó mình bị lẫn lộn trong cái việc ra quyết định hành động. Thế thì cái cách mà chia như thế này sẽ giúp cho nhà đầu tư có
có được cái sự phân bổ cân bằng, và chúng ta vừa nắm bắt được cơ hội, chủ động nắm bắt được cơ hội trending của một xu thế phát triển năm 2021, của một thị trường hồi phục, của một cái môi trường kinh tế vĩ mô khá là thuận lợi cho đầu tư cổ phiếu, của một nền kinh tế trẻ, và sẽ tiếp tục có rất là nhiều các cái doanh nghiệp sẽ khẳng định được trên thị trường, mà không thể chỉ nằm trong số 20 doanh nghiệp hiện nay. Ngoài ra nữa, chúng ta lại vẫn tiếp tục có được một cái, tạo cho mình một cái sức mua ổn định, bền vững trong một, để nắm bắt được một cái xu thế tăng trưởng dài hạn của một cái chỉ số chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đấy cũng là cái cách mà chúng ta lựa chọn và đầu tư, nếu mà và làm thế nào để cái đầu tư chủ động, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Nó chỉ là cho mình thêm trải nghiệm, cho mình thêm bài học, và cho mình thêm cái kỹ năng để mình nắm bắt được cơ hội trong những năm tiếp theo. Bởi vì mình đã có cái thác tài sản để an tâm tài chính trọn đời, mình đã có cái thác tích sản tự động định kỳ, mà mình trở thành một tên thường user của chính mình. Cái buổi nghỉ giải lao ấy, có rất là nhiều khách hàng cũng có tiếp cận và có hỏi. Tại cái buổi hôm nay mình muốn nói đến cái chiến lược đầu tư của 2021. Thế nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình chỉ nhìn vào 2021, mà mình nhìn trong một cái chiến lược đầu tư trọn đời của mình như thế nào, nhất là mọi người khi bắt đầu quan tâm đến đầu tư. Thế và bây giờ đầu tư nó không chỉ là một cái cơ hội để kiếm tiền, mà nó có lẽ như là một cái kỹ năng sống thiết yếu. Bởi vì trong cái môi trường lãi suất thấp thì đầu tư tài chính là điều mà ai cũng phải lưu ý. Bởi vì mọi người bây giờ cái thời đại của nợ, thời đại của ứng trước tín dụng, ứng trước tương lai như vừa rồi khi Covid xảy ra, thì các cái vấn đề về quản lý tài chính cá nhân càng được nêu lên rất nhiều. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta cũng đang sống trong một cái môi trường, một cái xu thế của đạo tiêu dùng và một xu thế của nạn nhân tín dụng. Thế thì làm thế nào để mình giúp cho mình có được một cái con đường mà giúp cho mình có sức khỏe tài chính, và nếu khi đầu tư thì mình an tâm. Thế thì ở bên đây chúng tôi cũng có một đưa ra những cái hệ sinh thái cả về dịch vụ lẫn cả cái kênh đầu tư tài sản để giúp cho khách hàng lựa chọn trong cái tháp tài sản của mình, để mình phân bổ trong các điều kiện khác nhau của thị trường. Và ở đây thì cái slide này nó cũng giống như là một cái slide nói đến cái cách chúng ta tương tác với nhau. Bởi vì chúng tôi cũng mong muốn cung cấp cho khách hàng cái đa bàn, cũng giống như hôm nay chúng ta có chia sẻ về các cái bộ chỉ số, cách chúng ta nhìn nhận thị trường trong năm 2021, và cái xu thế tất yếu của thị trường thế giới, và cái correlation, tức là cái sự tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường thế giới, nó không khác, nó càng ngày nó càng tương thông với nhau. Bởi vì các cái dòng tiền bây giờ là dòng tiền tương thông. Thế thì chúng tôi cũng mong muốn là cung cấp cho khách hàng thêm một chút cái la bàn cho mọi người trong việc quản lý tài chính và trong đời của mình. Thì ở bên Direct chúng tôi cũng chỉ mong muốn mình cung cấp cho khách hàng cái la bàn, và được là nhà đồng hành để đi cùng với khách hàng trọn đời. Thì sau khi mà làm review thì thấy ở bên Direct là gần như các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán thì kể đến 95%. Đây là con số mà chúng tôi có nói ra public thì nghe nó hơi nhạy cảm, nhưng phải nói là 95% là nhà đầu tư để thua lỗ. Và vì vậy cho nên tại sao cái bài toán chúng tôi làm thế nào để mọi người an tâm, làm thế nào để mọi người có thể có được cái sức khỏe tài chính và nhà đầu tư an tâm. Thì ở VNDirect chúng tôi có một cái chúng tôi gọi là con đường đi câu, tức là cái con đường mà chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau để giúp cho khách hàng có một cái kỹ năng thiết yếu của cuộc sống và có thể học được dễ dàng. Vì với VNDirect đầu tư phải cực kỳ đơn giản. Ngày hôm nay tôi cũng nói chuyện với các bạn chuyên gia, vì đây là buổi chia sẻ cho các nhà đầu tư lớn. Vì vậy chúng tôi muốn đi sâu hơn, vì vậy đây là buổi đi insight. Còn chúng tôi có một buổi về đi câu, tức là chúng tôi sẽ nói những cái thứ mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể đầu tư được rất dễ dàng, và chúng ta cũng không cần phải biết những chỉ số như thế này. Kể cả như là tôi ngồi đây hôm nay có rất nhiều chỉ số của anh Quang, tôi cũng bảo là tôi học vậy thôi, nhưng mà giống như Tuấn Anh nói là cứ lệ thêm lạm phát thì phải làm thế nào, mọi thứ phải làm thế nào, thì chúng ta có thể đầu tư rất là đơn giản. Vì vậy cho nên là VNDirect giới thiệu cái con đường đi đâu và thác tài sản để giúp cho mọi người, thứ nhất là phát triển năng lực đầu tư, và chúng ta phải tự có năng lực. Cái đấy không có bất cứ một ai có thể kiếm tiền được hộ mình cả, và nó rất là dễ. Cái thứ hai là giúp cho khách hàng xây dựng cái danh mục an toàn bền vững,
và quản lý cái tài sản đến cái hiệu quả trong các điều kiện khác nhau của thị trường. Thì đấy là cái mà chúng tôi mong muốn xây dựng. Thì ở đây thì chúng tôi cũng chia sẻ 5 bước của quản lý tài chính đầu tư. Thì cái này cũng chắc là nếu mà khách hàng có quan tâm thì mọi người có thể đi những cái buổi dài hơn. Nhưng ở đây thì chúng tôi có giúp cho khách hàng nhìn ra được cái khi mà họ vào thì thấy được cái video và cái đích đến mà thực sự mình mong muốn, đấy là cái tự do tài chính trong cái mình. Thế rồi chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng các phương tiện đầu tư là các gói dịch vụ tư vấn đầu tư KBuy của Tuấn Anh. Hiện nay đang giúp cho khách hàng lựa chọn chiến lược đầu tư chủ động thì sẽ chọn dịch vụ môi giới mà muốn quản lý tài sản cả một cái hệ sinh thái đầu tư. Thì quản lý tài sản chúng tôi có một cái nền tảng công nghệ IBND và Sopbook để giúp khách hàng có thể tự chủ động quản lý tài sản trên nền tảng số. Thế rồi chúng tôi có cái tháp tài sản và toàn bộ cái danh mục tài sản trong cái tháp tài sản này để giúp cho khách hàng có thể có cái an tâm tài chính trọn đời, giúp cho khách hàng lựa chọn những cái danh mục hay những cổ phiếu để mình có thể đưa cái dòng tiền passive đầu tư theo chiến lược chủ động. Và những cái chia sẻ về ngành qua phân tích của Hiền để khách hàng có thể lựa chọn đầu tư chủ động. Thế thì cái gói còn cuối cùng nữa là cái sức khỏe tài chính và sức khỏe đầu tư. Thì cái sức khỏe tài chính thì lúc đấy cũng có khách hàng hỏi thì chúng tôi nói thực ra là mình có một cái tiền, danh mục tiền để làm sao mà mình như là hiện nay hoặc là mọi người lưu gửi tiết kiệm. Như ở VN Direct thì có thể có cái quỹ chính trị tiền gửi cũng tương đương gửi tiết kiệm và nó lãi suất nó thấp hơn. Hoặc là mình có thể hiểu doanh nghiệp như V-Bond thì hiện nay thực ra nó cũng chính là Asset Backed Securities, tức là những cái chứng khoán có tài sản đảm bảo thôi. Chúng ta mua bảo hiểm và chúng ta có thể tự tích danh mục hưu trí cho mình. Thì cái tích sản danh mục hưu trí này là từ thu nhập và nó là cái tích trọn đời. Thế còn nếu mà làm cái DCIP, tức là tích đầu tư thụ động, thì chúng ta có thể lấy từ cái nguồn còn lại để chúng ta đầu tư trong một khoảng thời gian nào đó 5 năm hay 10 năm để cho du học cho con, không mua nhà hay là mình muốn đổi công việc. Thì cái đấy là các mục đích khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cái sức khỏe đầu tư, đó chính là cái tuệ giác, tức là khả năng tự thấy, nhìn cơ hội. Giống như là lúc đấy có một bạn cũng là bạn của tôi, thấy là sau một thời gian mất tiền thì tự nhiên mình thấy ra cái cách mình phải làm thế nào để kiểm soát được rủi ro, bảo vệ được tài sản và vẫn có thể tham gia được cái chiến lược đầu tư chủ động bằng cách là mình kiên định. Và mỗi một lần mình thất bại thì mình nhận ra được cái rủi ro cơ hội. Rồi mình cần có thêm những cái tri kỷ đồng hành. Mình nói gì thì nói, khi mình làm đầu tư thì cái vai trò của một cái nhà tư vấn cũng rất là quan trọng để giúp mình tiếp cận thị trường. Nhưng cái tri kỷ đồng hành này nó phải được dựa trên cơ sở của hiểu và tin, chứ nó không phải là chỉ nhìn thấy anh ấy mất, anh ấy kiếm tiền mà nghĩ là họ sẽ kiếm tiền được cho mình. Vì vậy trên cái quan hệ đấy nó phải hiểu và tin, quan hệ đấy nó phải rất là bình đẳng, tức là mọi người cũng phải đã có khả năng tự chủ thì lúc đấy mình mới dùng được tư vấn. Còn nếu mà mọi người không biết mà mình dùng tư vấn một cách thụ động thì rất có thể là kể cả tư vấn đấy rất giỏi cũng không thể giúp được mọi người. Cho nên là đấy là đã là tri kỷ, tức là mình phải là một cái life partnership với nhau. Và cuối cùng nữa là cái nếp sống đầu tư. Cái nếp sống đầu tư mới là cái tài sản của các nhà đầu tư, chứ không phải là mình kiếm được tiền. Tại vì có rất nhiều phải đi dài mình biết. Ví dụ như là nếp sống đầu tư của Warren Buffett nó rất là consistent, tức là ông chỉ đầu tư vào những giá trị cơ bản. Mà khi mà Hightech ông không hiểu ông không đầu tư, nhưng khi Apple nó trở thành một cái sản phẩm mang tính commodity, tức là cung cấp cái giá trị cơ bản tới cái nhu cầu của mọi người, thì lúc đấy ông lựa chọn. Vì vậy cho nên là cái nếp sống đầu tư nó chính là cái quy luật mà mình thấy ra và mình tự tin khi mình quyết định, và mình phải kiên định đi theo nó rất nhiều năm, chứ không phải là, và đó mới là tài sản của người đầu tư. Thì trong tất cả những tài sản, nó không phải là danh mục chứng khoán trong tài khoản của các anh chị, cũng không phải là cái khả năng mình đã kiếm tiền trong quá khứ như thế nào. Vì có những người kiếm tiền 10 năm và mất trong 3 tháng. Chúng tôi làm ở thị trường chứng khoán trong 20 năm vừa qua, không thể nào nói được. Và có rất nhiều, kể cả các giám đốc đầu tư rất giỏi của chúng tôi, thành công vô cùng luôn, và chỉ trong một nửa năm sai lầm mất sạch sành sanh. Tương tự nghe Tuấn Anh cũng đã từng nói. Vì vậy cho nên là cái nếp sống đầu tư nó chính là tài sản của mọi người. Nó là cái khả năng phán đoán, nó là cái nếp kỷ luật của mình, nó là cái thấy ra của mình. Tri kỷ cũng vậy. Nếu mà mọi người lựa chọn một công ty chứng khoán mà mọi người đi cùng, thì mình sẽ biết được khai thác sâu những cái hệ sinh thái, những cái quan hệ tri thức của công ty đó phục vụ cho mình.
hoặc là một người tư vấn đầu tư cũng vậy thôi, mình cũng rất cần thời gian mình mới hiểu, mình mới tin, thì cái sức khỏe đầu tư là cái rất là quan trọng. Và rất ít người để ý cho mọi người cứ move around các cổ phiếu hay là các chiến lược. Và chiến lược nào cũng đúng nhưng nó cần thời gian, kể cả chiến lược giao dịch. Nếu mà ở đây có bạn đã nói là đã học một cái khóa về đi trade đúng không? Nếu như bạn lựa chọn cái chiến lược giao dịch đấy và backtest lại trong khoảng 10 năm cái chiến lược đấy, lợi tức của nó vẫn là 30%. Nhưng mình có theo được một cái công thức đấy không? Thì nó chính là cái nếp sống đầu tư nào. Nó là cái tuệ giác của mình, mỗi người có một cái nếp sống riêng. Đầu tư cũng vậy, mỗi người lựa chọn cho mình một cái cách đi. Và cái cách đi đấy là tài sản. Cái cách đi đấy là tài sản. Nếu mình an tâm, nếu mình có hiểu biết. Thế thì ở đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ với nhà đầu tư cái này. Thế còn ở bên Direct thì hiện nay chúng tôi cũng chia ra làm 6 bước để giúp cho khách hàng. Thì đây là với nhà đầu tư mới. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng có những cái bước là khách đầu tiên đi lâu để giúp khách hàng định hướng con đường. Thì hôm nay có thể là có rất là mấy các nhà đầu tư mới ở trên dưới kia. Thì mọi người có thể thử lại cái luồng đi lâu, kể cả những khách hàng mà đã đầu tư rồi. Thì đây cũng là năm 2020, kết thúc của năm 2021. Chúng ta cũng có thể liên lạc lại với các bạn quản lý tài sản để làm định hướng lại cho mình cái con đường đầu tư, phân bổ lại danh mục của mình. Thế rồi khám lại cái sức khỏe đầu tư và sức khỏe tài chính của mình. Ở đây chúng tôi chia ra hai gói sức khỏe đầu tư và sức khỏe tài chính. Sức khỏe đầu tư chính là mình có cái nếp sống đầu tư chưa. Ví dụ những cái gì chia sẻ của Quang ngày hôm nay cũng là một trong những cái nếp sống đầu tư để cho mình ý thức được những cái đó. Thế rồi mình đã lập cái tháp tài sản. Ngoài ra nữa thì ở chúng tôi có một cái IBD đã quan tâm cao để quản lý tài sản tập trung cho khách hàng có thể thanh toán làm tất cả mọi thứ trên đó. Thì cái này cũng đang hoàn thiện. Và tốt nhất là chúng tôi đang giúp khách hàng kết nối với cộng đồng đầu tư. Và cuối cùng là chúng ta có thể có những tự do riêng của mỗi người để đi theo Digo và Vindirect. Thì đấy là cái cách chúng tôi xây dựng. Thế còn ở đây thì chúng tôi cũng có một số các cái gói tư vấn. Ở đây là gói chuyên gia huấn luyện sức khỏe tài chính. Thì hiện nay là hàng tuần 3 ngày chúng tôi có cái bàn tròn tư vấn. Nếu khách hàng cần thấy mình cần phải sắp xếp lại tài chính và cái con đường đầu tư thì khách hàng có thể tham gia hoặc có thể đặt riêng với các chuyên gia quản lý tài sản. Thế rồi chúng tôi có gói các dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản giúp cho khách hàng phân bổ lại cái tháp tài sản và lựa chọn các chiến lược đầu tư cho các điều kiện thị trường. Còn đối với những người mà thích giao dịch chứng khoán thì nên sử dụng gói môi giới, bởi vì các bạn môi giới là các bạn bán vào thị trường, bán vào các cơ hội mà sẽ có những cái biến động giá. Và cuối cùng nữa là cái dịch vụ cao cấp hơn là dịch vụ nhận ủy thác theo cái tài khoản riêng biệt đối với nhà đầu tư lớn hoặc là theo các tài khoản mẫu đối với các nhà đầu tư mà nhỏ muốn thôi ủy thác. Thì đây là những cái gói dịch vụ. Thế rồi chúng tôi cũng có các cái khóa đào tạo riêng cho các nhà đầu tư chuyên sâu hơn như khóa đầu tư cổ phiếu hoặc khóa đầu tư giao dịch. Thế còn cái khóa đầu tư và tháp tài sản, các kiến thức cơ bản về tài chính thì nói chung là nó sẽ giúp cho khách hàng có những cái khái niệm khá là cơ bản. Và kể cả chúng tôi khi làm những cái này thì bản thân tôi là một người trong nghề cho đến bây giờ là trên 20 năm và tôi thấy tôi cũng phải học lại rất nhiều. Mình sắp xếp lại cái tư duy của mình để cho nó có một cái la bàn, nó có cái trí bắc, nó có cái con đường để mình luôn luôn benchmarking nó để mình an tâm. Thế rồi là các kênh đầu tư, thì ở đây là cái tháp tài sản như vừa rồi chúng ta cũng đã biết rồi. Đấy rồi là cái mà quan trọng nhất, cái nhận thức của chúng ta phải hiểu là cái tháp tài sản trọn đời thì là cái chúng ta cần. Chiến lược đầu tư thụ động là cái chúng ta có thể muốn có. Và cuối cùng là đầu tư chủ động là fun, tức là có mà kiếm tiền được rất vui mà không kiếm tiền được thì nó cũng không ảnh hưởng. Thì đó là cái cách mình sắp xếp cuộc đời của mình để mình an tâm với thì mình phải làm. Và đã là phải làm thì mình phải thiết kế lại cái. Thế còn ở VNX thì chúng tôi cũng có các loại sản phẩm cho các cái chiến lược đầu tư khác nhau. Chiến lược tích sản thụ động, chiến lược đầu tư chủ động. Thì nếu mà nhà đầu tư quan tâm thì hiện nay chúng tôi có một rổ các cái chứng chỉ quỹ mở là các cái danh mục cổ phiếu có thể lựa chọn để đầu tư tích sản đều đặn, hay là có một danh mục các cổ phiếu nhà đầu tư có thể lựa chọn để đầu tư từng cổ phiếu riêng lẻ mà đã được phân tích cơ bản rất là rõ ràng. Hoặc là có những các nhà đầu tư lớn có thể tự thiết kế một cái danh mục riêng cho những chuyên gia quản lý tài sản để mình tích sản theo cái danh mục đó. Bởi vì mỗi nhà đầu tư có sự hiểu biết hơn về ngành cũng như là cái cổ phiếu mà mình yêu thích. Thì cái đây là cái chiến lược đầu tư thụ động. Còn đối với chiến lược đầu tư chủ động
thì nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược stock pick theo cái xu thế của dòng tiền hay là xu thế của hồi phục của thị trường theo báo cáo phân tích của VN-Direct của chị Hiền, của anh Dũng, trên cơ sở lựa chọn các cái tư vấn về stock pick hay là các cái danh mục của năm 2021 mà mình quan tâm. Tại vì mình phải hiểu cái hệ sinh thái sản phẩm này để mình biết dùng như thế nào cho đúng. Hoặc là cuối cùng nữa thì mọi người thích giao dịch, mà đã giao dịch thì mình có chiến lược giao dịch T0, tức là giao dịch trong ngày, và chiến lược giao dịch T+ hay là chiến lược giao dịch MAN+. Ví dụ cover more lần hiện nay là một chiến lược để mọi người có thể dự báo xu thế biến động giá trong của những tháng tới, thì mình có thể mua cover more lần. T+ là cái mà mình có thể, thì đây là kết hợp với cả các cái sản phẩm về hỗ trợ vốn cho giao dịch. Tại vì cái đối với nhà đầu tư giao dịch là cái kỷ luật stop loss và profit taking, và những người mà thực sự phải chọn cái chiến lược này và bán với thị trường, thì mỗi một cái chiến lược đầu tư thụ động hay chiến lược đầu tư chủ động hay là giao dịch chứng khoán, nó đều là các cơ hội lớn ở trên thị trường với điều kiện mình hiểu và mình có cái kiên định theo cái thị trường này. Thì đây là cái mà các lựa chọn chiến lược đầu tư tại VN-Direct chúng tôi có. Thì còn quan trọng nhất đối với mọi người là làm sao để mình lựa chọn cho mình phải, thứ nhất là phải có một cái tháp tài sản để đảm bảo là mình có sức khỏe tài chính trọn đời, và mình bắt đầu thử cái trải nghiệm với các kênh đầu tư khác nhau để mình xây dựng được sức khỏe đầu tư, chính là cái nếp đầu tư mà mình trở thành tài sản của mình. Bởi vì nếp đầu tư là một tài sản thì lúc đấy mọi người sẽ thấy là thất bại, mất tiền hay là kiếm tiền nó cũng vẫn là tài sản, mà mình không thấy mệt, không thấy oải khi mình bị mất. Bởi vì có mất thì có được, không có một nhà đầu tư nào, kể cả chúng tôi ngồi đây là những người trong thị trường, mà nói là mình không bao giờ mất cả. Nhưng mỗi một lần mình mất thì mình hiểu ra được rất nhiều để lần sau mình kiểm soát được cái rủi ro đó. Thì dần dần nó trở nên là một người có khả năng, vì đầu tư thị trường nó có rất nhiều yếu tố biến động mà mình không kiểm soát được. Nhưng mà khi mà mình có cái hiểu, có cái niềm tin, có cái kỷ luật, thì cái khả năng thấy sâu hơn, đấy chính là be inside. Tức là mình có cái thấy sâu hơn. Khi mình muốn nhìn về thị trường thì mình phải soi vào những bộ chỉ số nào ở trên thị trường như hôm nay Quang nói. Khi mà mình muốn nhìn vào mình thì mình phải soi xem là sức khỏe tài chính và vị thế đầu tư của mình như thế nào để mình chọn. Và mình luôn luôn phải biết mình, biết thị trường, thì lúc đó mới gọi là mình biết cách làm đầu tư. Mà biết mình thì vị thế tài chính và vị thế hiểu về đầu tư, tức là vị thế rủi ro. Mọi thứ đều có câu hỏi thì những cái khóa này chúng tôi sẽ chia sẻ khá là đầy đủ trong cái khóa học thứ 7 hàng tuần, cái buổi chia sẻ thứ 7 hàng tuần và khóa học của anh Quang. Tuy nhiên nó cũng là một cái để giúp cho chúng ta tổng kết lại những cái khái niệm cơ bản của đầu tư, để cho các nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ đều phải có một cái bản đồ tư duy giống nhau hết. Đấy là cái la bàn để chúng ta đi. Và nếu chúng ta cứ đi từng bước thì chúng ta sẽ có một nếp sống đầu tư, mà cái nếp sống đấy sẽ là tài sản để giúp cho mọi người kiếm được cơ hội và kiểm soát được rủi ro trên thị trường. Thế thì tôi xin dừng lại ở đây, chúng ta bắt đầu một chút các câu hỏi nếu có. Bởi vì hôm nay thì có thể có nhà đầu tư có những câu hỏi và những băn khoăn thì mọi người có thể chia sẻ. Em xin được mạnh dạn hỏi ý kiến các anh chị về cái nhược điểm của nhà đầu tư mới F0, cái thử thách và cái cơ hội trong năm 2021, có thể chia sẻ cùng với, và có thể là trong đây cũng có nhiều người cần tư vấn về cái đầu tư trung hạn chẳng hạn. Thực sự là nhà đầu tư mới thì bao giờ cũng rất là nôn nóng hành động, và chúng tôi thường khuyên là đừng hành động vội, bởi vì là bất cứ một cái hành động nào đó có thể làm cho mình mất trí. Bởi vì kiếm tiền thì có thể làm cho mình chủ quan, và mất tiền thì làm cho mình mất trí. Vì vậy cho nên là tại sao với nhà đầu tư lớn bao giờ tôi cũng muốn là nhà đầu tư phải thấy ra cái con đường và cái đích đến mình muốn là cái gì, để mình có được cái la bàn trong cái con đường đầu tư của mình. Và cái này rất là quan trọng, và cơ hội thị trường luôn luôn tồn tại. Đừng bao giờ nghĩ là mình thường nhà đầu tư lớn có hai cái sai lầm lớn, là thứ nhất là mong muốn hành động và có tiền là muốn giải ngân ngay. Cái thứ hai là không xây cho mình một cái la bàn để mình đi. Và vì vậy cho nên là khi không có la bàn, không có con đường, thì mình sẽ luôn luôn lựa chọn, vì mình chưa có kinh nghiệm trên các lựa chọn của mình,
thường làm cho mình bất an. Vì vậy cho nên là đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn mong muốn các nhà đầu tư lớn là phải dành thời gian đi một khóa NIGO và ngồi cùng với cả các bạn ở bàn tròn tư vấn để xây cho các bạn một cái con đường NIGO riêng của mình, xây cho mình để mình tích lũy cái la bàn của mình. Bởi vì trên cái la bàn đấy bạn phải tích lũy. Rồi khi mình có cái năng lực đó rồi thì mình bắt đầu chọn dần các cái loại tài sản. Ví dụ như mình chưa thể chủ động được thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn chiến lược đầu tư thụ động để mình vào thị trường. Ví dụ như có rất nhiều nhà đầu tư có 5 tỷ hỏi giải ngân vào cái gì. Và nếu mà mọi người tiếp cận với cả các bạn ở môi giới chẳng hạn thì các bạn sẽ tư vấn giải ngân vào rất nhiều con cổ phiếu. Và chắc chắn là các bạn không có ý định để cho nhà đầu tư mất tiền đâu, bởi vì các bạn thấy từ cái thấy của các bạn ý. Thế nhưng mà tuy nhiên nhà đầu tư mới thì không có cái nhận thức đó. Cho nên rằng là khi mà họ quyết định mà chẳng may thị trường đúng thì mình rất hoan hỉ là lần sau mình muốn quán mình theo luôn cái ông đấy. Mà khi mà nó sai là mình mất niềm tin thì mình bất an và mình lại không bình tĩnh để giữ trạng thái hoặc là bán trạng thái. Thế thì vì vậy cho nên là đối với nhà đầu tư mới chúng tôi luôn luôn muốn là nhà đầu tư kiên nhẫn, dừng lại một chút, hiểu được con đường NIGO, thấy ra cho mình được cái la bàn và sau đó mình lựa chọn các chiến lược đầu tư phù hợp với cái sức khỏe tài chính và cái sức khỏe đầu tư của mọi người. Quan trọng nhất chúng tôi không thể khuyên được là anh là bây giờ cái gì là cơ hội, bởi vì cơ hội với ví dụ như là với tôi chẳng hạn thì cơ hội rất nhiều và nó rất khác. Nhưng với anh là một người nhà đầu tư mới thì cần phải biết sức khỏe tài chính của anh như thế nào. Anh có là Federal Reserve là gọi là mua vô hạn không? Hay là anh có cái sức khỏe đầu tư như thế nào? Tức là cái nhận thức về đầu tư, cái kinh nghiệm về đầu tư, cái khả năng ra quyết định của anh như thế nào? Thì lúc đấy mới có thể tư vấn được cho anh là anh nên giải ngân vào dài hay ngắn. Bởi vì thực ra là dài hay ngắn không quan trọng, mà quan trọng là có phù hợp với anh hay không. Bởi vì cơ hội nó phải có sự phù hợp, nó phải trên một cái bình diện của vị thế rủi ro, tức là cái sản phẩm, cái kênh đầu tư đấy nó sẽ yêu cầu một mức độ rủi ro. Anh có afford được chuyện đấy hay không? Và anh có muốn không? Thì lúc đấy mới ra được một cái định hướng đầu tư. Và quan trọng nhất là mình cần có con đường và cái la bàn để mình đi vững từng bước. Thì quan trọng hơn là mình sợ là mình ngồi ngoài thị trường và thị trường chứng khoán đang lên thì mình mất cơ hội. Mình mất một và cơ hội lúc nào cũng có. Lịch sử luôn lặp lại. Và cái xu thế biến động của thị trường hiện nay nó còn 2 năm, 3 năm, ngày xưa nó là 10 năm. Còn bây giờ mình nếu nhìn lại nó là 3 năm, 5 năm. Vì vậy cho nên là tiền chưa dùng vẫn còn đó. Và cơ hội luôn luôn có. Quan trọng nhất là mình phải vào thị trường. Quan trọng nhất là mình phải xây cho mình sức khỏe tài chính và cái sức khỏe đầu tư. Thì cái sức khỏe tài chính thì anh có sức mua vô hạn thì anh tham gia. Thế thì đấy là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với nhà đầu tư lớn. Thì rất khó nói với anh là dòng tiền nên năm tới sẽ vào bất động sản hay vào tiêu dùng hay vào cái gì đó. Đấy là dành cho những người đã có mặt ở thị trường. Còn với mà nhà đầu tư mới F0 thì nên chọn một cái chiến lược phù hợp với cả mình. Cảm ơn chị. Và xin mời câu hỏi khác. Chào chị Hương, chào tất cả mọi người ạ. Cho em hỏi về cái em mọi người đang quan tâm đến chương trình hôm nay là cái đầu sức mua vô hạn ạ. Nhưng mà em đang có một cái vấn đề của em và em nghĩ là cũng có thể là một số người trong hội trường hôm nay là cũng gặp phải. Tức là ở đây là mua hàng tháng, nhưng mà trong trường hợp của em là em đã có một cái số tài sản rồi chẳng hạn. Thế thì cái cách thức mình mua hàng tháng sẽ như thế nào? Ví dụ như em đã có sẵn là 10 tỷ rồi. Thế nếu mà cái chương trình của mình là hàng tháng mình bỏ ra một số tiền để mình cố định mình mua. Nhưng mà ngoài cái thu nhập hàng tháng ra em đang có một cái tài sản trước đấy sẵn rồi. Thế thì em không biết là cái cách thức giải ngân hay là cách thức mình sẽ thực hiện cái chương trình này như thế nào? Chịu khó là sẽ phải dành ra một buổi ngồi tính lại xem là cái thu nhập ổn định của mình, có thể là nói là thu nhập ổn định của mình là bao nhiêu. Thế thì trong cái tài sản, bất cứ một thể loại tài sản thì anh chị cũng có thể đến hai thứ, một là các cái đầu game nữa, còn thu nhập về lãi
về việc tăng giá và thu nhập về ơn minh cái tài sản có sinh ra không? Ví dụ cái 10 tỷ mà anh nói liên quan đến ví dụ anh có một cái nhà đang cho thuê trị giá cái nhà đấy là 10 tỷ thì tôi đang tính nhanh cho anh là nhà cho thuê ở Hà Nội bây giờ nếu mà nhà đấy ở dưới đất yield income khoảng tầm 3% thì đấy 4% một năm cho 10 tỷ thì khoảng tầm 400 triệu. 400 triệu mà giả định như là anh đang đi làm cái việc gì khác và tiền chi tiêu không liên quan đến tiền đó đi thì cái năng lực mua mà 400 triệu chia cho 12 tháng tức là rơi vào khoảng tính nhanh là 36 triệu gì đấy, dưới 36 triệu gì đấy một tháng. Cái năng lực đấy tạm coi là năng lực mua vô hạn, tức là cái nhà đấy đang cho thuê, tiền cho thuê thì anh đang định mua cổ phiếu thì nó lại tạo ra cho anh cái năng lực mua vô hạn. Tức là đó là tính nhanh, tức là năng lực mua vô hạn được tính dựa trên cơ sở tính là cái thu nhập ổn định, cái thu ổn định sau khi sau đó mình được tính toán trừ các cái khoản chi khác và định ra một phần có để năng lực mua đấy nó là ổn định giá nhất. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà không tính đến những cái chuyện ví dụ như là giá cho thuê nhà tăng giảm như thị trường các nước khác do tính liên thông tính toán với nhà đầu tư rất là cao, thành ra là ngay khi mà cái yield đấy mà tăng lên hoặc là đi ngay lập tức nó ảnh hưởng ngược lại lên cái giá của cái nhà đấy luôn. Ví dụ đặc biệt ví dụ như là thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường New Zealand, các cái thị trường các nước theo cái nhóm ở Commonwealth, cái nhóm đấy là do cái tài sản tài chính họ tính cũng liên thông định giá liên tục nên là cái giá đấy rất là sát với nhau. Thì Việt Nam mình thì cái cách tạm thời hay có thể tính theo cái cách đó. Với trường hợp là đừng có tiền. Với trường hợp đừng có tiền. Nếu mà lấy ra tiền tài sản NAV. Nếu mà là trường hợp đừng có tiền thì mình cũng tính toán để mình đầu tư ngay vào cái phần mà sinh ra được cái earning đó. Ví dụ trường hợp anh có tiền mặt thì ví dụ như trái phiếu mà mình có thể tính ra rất nhanh. Mình có thể tiết kiệm. Tiết kiệm bây giờ là suất khoảng tầm từ 5. Bây giờ hạ sấp nhiều phép là chỉ còn có 5,2-5,5. Trái phiếu anh có các cái lựa chọn trái phiếu lãi suất 7,5, 8, 8,5, 9. Thì các cái khoản mình đầu tư kiểu như vậy thì nó đều có sinh ra cái yield xong và nó không có một số cái thì có các cái từ lên tức có cái phần người ta có lãi nhưng có cái như không, ví dụ như trái phiếu là anh cuối kỳ anh sẽ nhận cái cổ phiếu đấy không. Đấy, thì là anh có cái phần yield đó thì cái phần đó sẽ tăng cường cái thu nhập ổn định. Tốt nhất là cái tăng cường thu nhập ổn định đấy thì được khoán định dồn sang cái việc đầu tư các tài sản biến động thì như thế là cái công thức này nó sẽ tốt hơn. Đấy là đối với chiến lược mà tạo ra sức mua vô hạn. Thế còn ngoài ra nữa thì bao giờ mình có một cái initial capital, tức là một cái tài sản ban đầu. Và chắc chắn là tất cả mọi người đến đây đều ai cũng có một cái tiết kiệm từ trước đến giờ, một cái tài sản ban đầu. Mình mua cái gì bây giờ? Thì nó cũng là nguyên tắc lý thuyết của phân bổ thôi. Thì chắc chắn là như là và nó liên quan đến sự hiểu biết. Chúng tôi cũng khó có thể nói anh là nên bỏ tiền vào một danh mục chứng khoán hay là bất động sản hay là Bitcoin hay là vàng, bởi vì nó liên quan đến sự hiểu biết. Kể cả nếu Bitcoin, nếu như mọi người không có trade mà mọi người giữ thì 23.000 thì cái tài sản đấy cũng là một tài sản cũng có sức hấp dẫn của nó. Thì cái gì nó cũng là tài sản nhưng nó có thể là tiêu sản nếu anh không hiểu biết và anh ra những quyết định sai lầm. Thế thì bây giờ đầu tiên nó phải lựa chọn liên quan đến vấn đề cái sự hiểu biết của anh về các kênh đầu tư đó. Và trên cái sự hiểu biết của các kênh đầu tư đó thì mình phân bổ như thế nào để cho nó bắt được xu thế. Nhưng hiện nay với cái xu thế hiện nay thì nghe chừng là tài chính, nếu mà bất động sản thì đối với một người mà không hiểu biết thì người ta nói đa số người dân châu Á là rất ít hiểu về tài chính, cho nên mọi người sẽ chọn bất động sản. Vì vậy bất động sản nó vẫn tiếp tục lên giá vì dòng tiền nó vẫn nhảy vào đó. Nhưng đối với dân tài chính như chúng tôi thì coi bất động sản như là một cái cách xi măng và một tác phẩm văn học không bao giờ thành hiện thực nếu như mình không cần cho cái nhà ở đấy. Bởi vì những cái bất động sản du lịch như ở Trung Quốc các thứ này khác mà chúng tôi thấy nó, nhưng mà dòng tiền nó vẫn tiếp tục tăng thì cái điều đó nó rất là phụ thuộc vào cái nhận thức của người dân hiện nay, rồi là cái khả năng dùng tiền của người dân. Thế còn với anh thì mình có thể lựa chọn một danh mục cổ phiếu để mình phân bổ, hoặc là nếu anh không muốn mất tiền, cái mức độ rủi ro của anh thì anh lựa chọn đầu tư vào một cái tài sản có mức độ thu nhập tốt như là trái phiếu, xong dùng đúng cái lãi suất, ứng trước cái lãi suất đấy ra và phân bổ vào một cái cách đầu tư thụ động.
hoặc là anh chọn một doanh nghiệp để đầu tư chủ động vài cổ phiếu mà anh biết, thì lúc đấy anh cần một cái chuyên gia như là môi giới hay là chuyên gia cần đầu tư quản lý tài sản để cùng đồng hành. Tại sao mình cần người đồng hành? Bởi vì trông thế thôi, cái người đồng hành cũng rất là quan trọng. Họ sẽ giúp cho mình ngăn, dừng và hoặc là chia sẻ. Nhưng anh chỉ có thể dùng được người đồng hành, chỉ có thể dùng được người tư vấn khi bản thân anh đã có con đường, bản thân anh đã có cái la bàn, và cái đấy chỉ là dùng để validate thôi, chứ không ai kiếm tiền được cho mình cả. Thế thì vì vậy cho nên là với một cái số tiền đã có ban đầu thì anh có thể tiếp cận với bên tư vấn đầu tư để giúp cho anh xem một cái danh mục. Mình có thể phân bổ. Thực ra hiện nay thị trường vẫn còn khá là hấp dẫn đứng về mặt tài sản, đứng về mặt cơ hội đầu tư, cơ hội giao dịch thì cũng vẫn hấp dẫn, bởi vì năm tới sẽ có những cái biến động. Còn đứng về mặt tài sản thì liên quan phân tích nó vẫn có cơ hội, nhưng mình chọn cái gì mà mình an tâm. Quan trọng nhất là anh chọn cái gì để anh an tâm. Anh chọn, ví dụ như tôi chẳng hạn thì tôi rất hiểu cái ngành dịch vụ tài chính, thì mình an tâm với ngành dịch vụ tài chính. Ví dụ như anh Quang, anh ngồi đây quá hiểu VNDirect thì anh lúc nào anh cũng thích VNDirect. Thì mỗi người có sự hiểu biết riêng, nhưng đừng tin anh Quang, bởi vì anh Quang anh hiểu. Còn mình có hiểu không, chỉ có mình mới trả lời được, và đừng tin ai cả. Đó, quan trọng nhất là như vậy. Vì vậy cho nên là để phân bổ cái tiền mình có, đầu tiên mình phải có sự hiểu biết về cái loại tài sản đó. Đừng dại mà đầu tư rồi phập phù, bởi vì nói thật là chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư có tiền, và chúng tôi cũng rất mong muốn tư vấn cho nhà đầu tư đến tốt, nhưng mà cái sự hiểu biết không có trên cái bản lĩnh để giữ trong cái điều kiện mà xấu của thị trường không có. Thế rồi là cái sự kiên định của mình cũng không có, dẫn đến chuyện là mình sẽ lựa chọn thời điểm vào ra sai. Chỉ cần cổ phiếu có thể đúng nhưng vào ra sai là cũng đã chết rồi. Thì đó là những cái mà để nói chuyện với anh. Còn nếu mình chưa có hiểu biết thì mình tốt nhất là cứ giữ tiền rồi ứng trước cái lãi suất đấy, đầu tư thụ động. Thế thì trong danh mục đấy dần dần mình bắt đầu nhận diện dần, mình bắt đầu hiểu biết dần, mình có niềm tin dần, mình có sự vững vàng dần, thì tôi thấy tự anh sẽ biết anh đầu tư vào cổ phiếu nào. Và sau đó anh back test lại dữ liệu quá khứ cộng với cả tham vấn thêm với chuyên gia đồng hành, cái người mà sẽ tư vấn và quản lý tài sản cho anh. Thì như vậy mình luôn luôn có mắc cờ và chiếc cờ, cũng đừng quá tự tin vào bản thân mình. Nói chung là mình vẫn cần một người đồng hành. Không phải là vì chúng tôi làm ra những gói dịch vụ đấy mà chúng tôi nói là các anh nên dùng đâu, mà thực sự mình biết dùng thì nó rất là có giá trị. Một trong những cái quyển mà Exceptional Wealth Management, cái quyển này rất là nổi tiếng bây giờ, một trong những cái nguyên tắc để anh có thể thành công nhất trong vấn đề quản lý tài sản và tích sản và xây dựng wealth là chọn được người wealth advisor là chi phí của anh. Cho nên đấy cũng là một cái rất là quan trọng. Cái người đó giúp anh ngăn, dừng cơ hội thì nhiều lắm. Ai sẽ giúp anh ngăn những cái mà không phù hợp với anh? Còn tất nhiên là đấy mới là cái người bạn. Vì giống như là người bạn chi kỷ là phải nhìn ra những điểm mà mình không nên, những điểm để cho mình hoàn thiện mình, những điểm chỉ giúp cho mình xây được cái nếp đầu tư. Thì rất khó để có thể tư vấn cho anh mua con gì, bán con gì. Đây không phải cái buổi chúng ta nói chuyện về điều đấy. Đây là buổi chúng ta nói chuyện về định hướng, chúng ta nói chuyện về chiến lược, chúng ta nói chuyện về cách đi và cái môi trường chung của thị trường có muốn cụ thể mua gì bán gì, thì chắc chắn là phải buổi tư vấn riêng. Bởi vì ở đây nó khó để nói ra. Ngày xưa chúng tôi cũng rất là sai lầm. Còn hôm nào mà muốn mua gì bán gì thì chúng tôi sẽ trong những buổi insight tiếp theo, chúng tôi sẽ mời thêm các vị trí, các vị lãnh đạo của các doanh nghiệp. Ví dụ như mọi người có thể chia sẻ quan tâm đến một cổ phiếu nào đó hay một ngành nào đó, thì chúng ta sẽ có những buổi insight tiếp theo để mọi người có thể theo dõi. Và lúc đó thì mới có cái insight từ cái người làm chủ doanh nghiệp, có những cái thông tin đó để mình tin. Ngay đến đây thì trước đây thì cũng đã chúng tôi cũng đã có những cái sự tham vấn nhất định, cho nên là cũng đã hình thành một cái con đường với công thức làm đầu tư như thế nào. Thì hôm nay phải nói là rất là cảm ơn cái bài cố vấn ngày hôm nay, nó chỉ càng khẳng định lại rằng là cái cách mình đi, cái con đường đi là chính xác. Sau đấy tôi cũng có một người là các bạn mới bắt đầu. Sau khi mà đã được nhìn cái tháp tài sản thì bằng cái cảm nhận của những người cũng đã có cái tuổi nhất định, thì tôi cũng đã chọn và tìm ngay cái cách gọi là tích sản thụ động, cái kỳ là cái phần chủ đạo.
bên cạnh đó thì có cái phần khách sạn trọn đời của người bạn nhất định. Và ngày hôm nay qua phân tích của các anh chị ở đây càng cái điều này đúng, tức là cái phần chính, cái định hướng và điều chính là đi vào cái khách sạn chủ động cái kỳ. Và bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là chắc chắn là bây thời gian này sẽ quan tâm khi mà lãi suất ngân hàng xuống, và thực ra cái đầu tư giao dịch chứng khoán, đầu tư chủ động vô cùng mạo hiểm. Thế là chúng tôi cũng nói là trước đây khi mà tôi bắt đầu đến tất cả mọi người thì cũng đã để ra một số tiền rất là nhỏ, một cái tuần số tiền nhất định, và xác định là nếu mất hết thì cũng không sao, thì nó mất hết quả thật. Nhưng chẳng qua là mình ấy đâu, bởi vì mình chỉ để ra một cái reserve, là một cái phần nhất định thôi mà đây. Cũng có một cái thời gian đầu tư cả vào cái mua các con, thì số các con nước ngoài thì tôi nhớ lúc đấy khoảng năm 2013-2014 mua cái phân tích hay lắm, và mình bỏ ra một cái tài sản của nó 50.000 đô, mất hết bởi vì người ta lừa, chứ không phải là vì nó rất có giá trị, nhưng mà cũng bây giờ thì tiêu tài sản online thì nó mất, thế là mất. Và để nói là tốt nhất là cái tiếp cận là các bạn mạnh dạn vào chơi, nhưng hãy để ra một cái khoản tiền mà sẵn sàng mất. Để đến ngày hôm nay như tôi thì tôi sẽ quyết định là tôi sẽ đi theo, thứ nhất là tôi sẽ các qua những cái quan hệ bình thường ở xã hội, cũng như là những từ trước cái này, tất nhiên tôi luôn luôn chọn bên ở phía đất rồi, bởi vì chỗ này là cái chỗ mà người bạn đồng hành chắc chắn của tôi. Cái thứ hai là tôi chọn con đường là tích sản thụ động định kỳ là cái chủ đạo trong cái gói đầu tư của tôi, mà có thể là 7-8-10 tỷ, thế là cái gì đấy, nhưng mà là cái từ bước một thì nó có điều này. Và bên cạnh đó thì tôi một cái lựa chọn nữa mà tôi thấy rất là phù hợp hoàn toàn, tức là mua những cái trái phiếu của đây là cái cụ thể, ví dụ như là vừa rồi là cái CIB 2020-05 đấy, tôi vừa mới chọn đây, ví dụ như thì cũng là một cái bổ sung tốt. Thế thì tôi chỉ xin có vài lời ngắn gọn như vậy. Cảm ơn các bạn. Vâng, nếu không có bất cứ câu hỏi khác thì xin cảm ơn lời nhắn nhủ từ nhà đầu tư là hiểu thì hãy làm, mà tin không phải là tin ai mà tin vào cái thấy của mình, tin vào chính mình, thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ có những sự lựa chọn sẽ thành công. Thế thì con đường đầu tư cũng là con đường của hiểu và tin, và mình phải tích lũy được cho chính mình những cái phương tiện cần thiết và cái la bàn để mình vững vàng, kể cả nhà đầu tư mới F0 hay là nhà đầu tư F1, F10 như chúng tôi thì cũng phải làm lại la bàn. Và mong rằng là những cái la bàn bên các chia sẻ với nhà đầu tư ngày hôm nay thì mình soi chiếu cho cái chiến lược của thị trường 2021, hay là cả một cái tầm nhìn đầu tư cho mọi người trong suốt chặng đường tiếp theo của nhiều năm, thì nó sẽ là cái mục đích của buổi chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ, và chúc cho chúng ta càng ngày càng có sự hiểu và tin trên cái con đường đầu tư của mỗi quý vị.